Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay là ngày 12 tháng 7 năm 2020. Mình sẽ đọc tiếp cuốn YouTube Success là bí mật của YouTube ha. Chương 4. Nội dung tạo dựng sự ảnh hưởng dài lâu. Tiếp thị nội dung là hình thức tiếp thị duy nhất còn sót lại. Tác giả Seth Godin. Đã bao giờ bạn bỏ dở một bộ phim hay, một chương trình truyền hình đang xem chưa? Chúng tôi thì đã từng. Vì sao? Bởi vì chúng ta không đủ hấp dẫn. Bởi vì chúng không đủ hấp dẫn để thỏa mãn chúng tôi. Bạn đã bao giờ ngừng đọc một cuốn sách chưa? Chúng tôi hy vọng bạn không làm thế đối với cuốn sách này. Nhưng nói chung, lý do để ngừng đọc một cuốn sách chính là nó không đủ sức níu giữ sự chú ý của bạn, hoặc không tin không đủ tốt. Hoặc thông tin không đủ tốt, hoặc bạn không tìm thấy cảm ứng và động lực để tiếp tục. Trên thực tế, nếu nội dung không có giá trị đối với cuộc sống của chúng ta, thì chúng ta sẽ bỏ dở nó. Chúng ta đang sống trong một thế giới nơi có thể nhanh chóng tắt một video và mở một video khác chỉ với một cái nhấn chuột. Giá trị phải là trọng tâm khi bạn tạo dựng bất kỳ một nội dung nào trên YouTube hay bất kỳ diễn đàn nào khác. Giá trị có thể là thông tin thông qua bản tin thời sự, sự giải thích thông qua hài kịch, giáo dục, hoặc thậm chí cách nói sâu hơn ở mức độ cá nhân thông qua vlog. Ngoài ra, bạn còn có thể truyền cảm hứng và động lực cho người xem. Mọi người hay truy cập YouTube với mong đợi sẽ thu nhập được thứ gì đó hay ho. Bản thân mình, khi tự hỏi bản thân mình nên tạo ra video gì, hãy nghĩ về giá trị mà bạn muốn mang đến cho mọi người. Cho dù bạn không có tài năng tự nhiên, không có ngoại hình của một siêu sao hay không được xinh đẹp, ưa nhìn, nhưng nội dung có giá trị của bạn vẫn sẽ chiếm được lòng của khán giả. Thực tế, YouTube đã thay đổi cuộc đời của rất nhiều người bình thường khi biến họ thành siêu sao nổi tiếng thông qua những giá trị mà họ tạo ra. Truyền tải giá trị. Một nội dung tuyệt vời chính là tất cả những thứ cung cấp giá trị cho cuộc sống người xem. Vì thế, hãy hỏi bản thân, người xem sẽ nhận được giá trị gì thông qua video của bạn? Chúng tôi tin rằng tất cả các nội dung đều nên truyền tải ít nhất một trong những giá trị sau. Tin tức và thông tin. Đây là những kênh cá nhân đăng tải sự thật thú vị, tin tức thời sự, những câu chuyện bà tám và sự kiện thế giới, hoặc cũng có thể là những kênh top 10 với các video như top 10 điều làm nên khi ở Hy Lạp. Giải trí, những kênh có nội dung khiến khán giả phải bật cười hoặc thậm chí là khóc, nó dễ chia sẻ, vui nhộn và hấp dẫn. Giáo dục, nội dung này giúp người xem giải quyết một vấn đề, trở nên tốt hơn trong một lĩnh vực nào đó, hoặc học một kỹ năng mới. Nguồn cảm hứng và động lực. Nguồn cảm hứng và động lực đi đôi với nhau. Những video về chủ đề này sẽ khiến người xem cảm thấy tự tin và hào hứng hơn. Người xem sẽ bị tác động để suy nghĩ xa hơn, rộng hơn, hoặc thậm chí là cảm thấy tốt hơn về bản thân họ. Các video này đóng vai trò như một nguồn động lực để người xem bắt đầu một tuần mới. Sự kết nối và cộng đồng. Cho dù bạn tạo loại video nào thì bạn phải cung cấp cho người xem cảm giác được kết nối. Bằng cách này, bạn sẽ tạo cho người xem cảm giác rằng họ là một phần của một cộng đồng to lớn hơn bản thân của họ. 1. Chọn nội dung của bạn. Nội dung nào bạn thích xem nhất trên YouTube? Có thể bạn là một người yêu thích đồ ăn, bạn thích xem người khác ăn hay thích xem các chương trình nấu ăn. Bạn cảm thấy có cái giá trị hơn và liệu đó có phải là thứ bạn muốn tự tạo ra không? Thậm chí tốt hơn, có những nội dung nào bạn không tìm thấy trên YouTube, hoặc bạn cảm thấy không hài lòng về chất lượng của nội dung của nó mà bạn cảm thấy sẽ thích làm không? Việc tái tạo lại những gì người khác đang làm hoặc cải thiện nội dung của một ai đó là hoàn toàn không có gì sai. Nhưng nếu bạn tạo ra điều gì đó hoàn toàn mới thì làm sống sẽ mạnh mẽ hơn. Cho dù sự lựa chọn của bạn là gì, hãy đảm bảo rằng nội dung của bạn hoàn toàn tương ứng với kinh nghiệm, kỹ năng, sở trường và tính cách của bạn. Con đường đến với điểm hoàn hảo đó cần sự tự nhận thức ở chính bản thân mình. Hãy dựa vào thế mạnh của bạn. Nếu bạn có thế mạnh về phân tích vấn đề thì hãy thử làm nội dung chứa đựng thông tin. Đã có ai nói với bạn rằng bạn có một tài năng thiên bẩm là động viên người khác và giúp họ cảm thấy tốt hơn trong cuộc sống chưa? Nếu có thì hãy tìm cách động viên và truyền cảm hứng cho mọi người. Bạn có phải là một người thích đóng vai trò kết nối mọi người không? Nếu đúng vậy thì hãy tập trung tạo nên sự kết nối và tạo dựng cộng đồng. Tất cả những nhà sáng tạo nội dung
nổi tiếng nhất đều thực hiện được những điều trên. Một cụm từ nổi tiếng trên YouTube chính là edutainment, nghĩa là vừa học vừa chơi. Những người làm tốt phong trào này đang tận hưởng những thành công trên cả tuyệt vời. Họ đã thành công nhờ vào sự kết hợp giữa thông báo, truyền cảm hứng, giáo dục, giải trí và xây dựng cộng đồng trong cùng một thời điểm. Nên đăng tải video bao lâu một lần? Càng nhiều thì sẽ càng tốt hơn. Với YouTube, bạn đăng tải video càng thường xuyên thì kênh cá nhân của bạn sẽ càng được chú ý. Tuy nhiên, bạn cần phải kiên trì, bạn nên cân bằng giữa việc thường xuyên đăng tải video mà vẫn đảm bảo chất lượng nội dung và đảm bảo rằng bạn có đủ cam kết cho một chặng đường dài phía trước. Trong cuộc phỏng vấn của chúng tôi với Alice và Mitram, cặp vợ chồng vlogger với hơn 1,2 triệu lượt đăng ký trên và 500 triệu lượt xem video, đã chia sẻ về nội dung vô sinh và quá trình mang thai. Ali và Trang cũng chia sẻ với chúng tôi một công thức cơ bản để thành công trên YouTube dựa trên 6 chữ viết tắt là NDCLNQ. Nội dung chất lượng nhất quán, một trong những yếu tố để thành công trên YouTube chính là đăng tải nội dung có chất lượng trên cơ sở nhất quán. Nếu bạn dự định tạo lập một diễn đàn và phát triển thương hiệu của mình trên YouTube, chúng tôi khuyến khích bạn nên đăng tải ít nhất một video mới mỗi tuần. Nếu bạn có thể đăng tải nhiều hơn một video đồng thời đảm bảo video có chất lượng tốt thì sẽ càng tốt. Tuy nhiên, chúng tôi cũng tin rằng chất lượng phải được đặt trên số lượng. Mỗi khía cạnh của nội dung cần phải có giá trị cho người xem. Nếu bạn đăng tải một video mỗi ngày trong vòng 52 ngày nhưng sau đó bạn dừng lại và không đăng tải bất kỳ thứ gì trong suốt khoảng thời gian còn lại của năm thì lợi ích mà bạn sẽ không thể nhiều bằng việc đăng một video mỗi tuần trong vòng 52 tuần. Một người điều hào hứng về việc mình sẽ trở thành một YouTuber và tạo dựng một nội dung, nhưng sau đó họ lại nhanh chóng gục ngã. Vì thế, đăng tải và lan truyền nội dung của bạn trong khoảng thời gian dài là phương án tốt hơn để bạn có thể đến với thành công thực sự. Hãy luôn nghĩ về kênh YouTube như một kênh truyền hình. Chương trình yêu thích của bạn được đăng hàng tuần, một lần, vào khung giờ cố định. Vì thế khán giả có thể mong đợi và đón chờ nó. Nếu như bạn muốn xây dựng lòng trung thành cùng niềm tin giữa bạn và khán giả thì bạn nên đăng video thường xuyên và phải giữ được phong độ cũng như chất lượng của video. Cũng giống như các kênh truyền hình, bạn nên đăng ít nhất một video mỗi tuần. Bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu một kênh truyền hình nổi tiếng bỗng ngừng phát sóng vào một khung giờ cố định và ở một ngày được định sẵn trong tuần? Chắc hẳn các fan hâm mộ sẽ cảm thấy rất tức giận và mất niềm tin. Vậy, nếu như chuyện này xảy ra nhiều lần thì sao? Chương trình có thể sẽ mất dần nhiều khán giả và người hâm mộ sẽ băn khoăn rằng chương trình sẽ bị hủy sao? Nó không còn được phát sóng nữa ư? Khi một chương trình mất đi tính liên tục, mọi người sẽ dần lãng quên nó và tìm kiếm một chương trình khác thay thế. YouTube cũng chịu chung số phận như thế. Để xây dựng được sự ảnh hưởng và thu nhập trên YouTube, bạn cần phải kiên định và đăng tải video một cách liên tục. Trang 112. Làm video của bạn trở nên nổi bật hơn. Chúng tôi khuyến khích bạn nên dành thời gian xem nội dung của những YouTuber nổi tiếng khác trong lĩnh vực bạn quan tâm trên YouTube và ghi lại những ý tưởng đó. Bạn thích gì và không thích gì ở nội dung của các video đó? Bạn sẽ áp dụng ý tưởng nào vào nội dung của riêng bạn? Bên cạnh đó, xem video ở các lĩnh vực khác nhau cũng giúp ích không kém bởi các ý tưởng tốt nhất, đôi khi cũng đến từ những chủ đề không liên quan. Giá trị nội dung quan trọng hơn giá trị hình thức rất nhiều. Một tấm ảnh đẹp được chụp bằng chiếc máy ảnh tốt nhất thế giới sẽ không thể tác động đến khán giả nếu nội dung tấm ảnh không ấn tượng. Việc video của bạn không trông vô cùng bắt mắt cũng không có ý nghĩa nếu không có giá trị nội dung. Tuy nhiên, giá trị sản xuất vẫn rất quan trọng. Vì thế, nếu nội dung của bạn ấn tượng, chúng tôi động viên bạn nên nghĩ đến việc nâng cấp giá trị sản xuất của mình. Hãy tạo một danh sách những thứ cần được nâng cấp và cải thiện để mang lại nội dung tốt hơn. Bạn có muốn mua một chiếc máy ảnh mới không? Bạn có thể nâng cấp hệ thống ánh sáng trong phòng không? Bạn có thể trang hoàng lại nhà cửa, trường quay, văn phòng hoặc nơi quay phim để khiến nội dung của bạn bắt mắt hơn không? Hãy ghi nhớ điều này như một nguyên tắc dẫn đường, luôn luôn bắt đầu với những thứ bạn đang có và phát triển nó dần dần. Điều này áp dụng cho cả nội dung và cả chất lượng sản xuất video của bạn. Câu này hay không? Luôn luôn bắt đầu với những thứ bạn đang có và phát triển nó dần dần. Điều này áp dụng cho cả nội dung và cả chất lượng sản xuất video của bạn. Nếu bạn đã hoàn tất việc xây dựng khán giả, một bí quyết khác để làm nổi bật
Nội dung chính là yêu cầu người xem cho phản hồi. Một chia sẻ nho nhỏ là người xem rất thích được tham gia vào quá trình đóng góp ý kiến xây dựng nội dung. Những YouTuber thành công đã trở nên tiến bộ hơn khi họ nhận được phản hồi và học hỏi từ cộng đồng khán giả của họ. Họ biết được điều gì tốt, điều gì xấu, điều gì có thể cải thiện tốt hơn và thu thập được nhiều từ những ý tưởng hơn. Bạn có thể yêu cầu người xem đưa ra ý kiến trong một bình luận. Bên cạnh đó, sử dụng chức năng bình luận, bình chọn của YouTube hoặc dịch vụ SurveyMonkey để khảo sát ý kiến từ khán giả của bạn. Nếu bạn muốn xây dựng kênh cộng đồng thì nội dung của bạn phải ăn khớp với người hâm mộ, nhưng bạn cũng cần phải chủ động kết nối với cộng đồng. Vì thế hãy lật sang trang kế tiếp, bởi vì chúng tôi sắp sửa chia sẻ với bạn những bí quyết tốt nhất để làm điều đó. Nếu bạn vẫn đang vật lộn để tìm ý tưởng cho những video đầu tiên thì đừng lo, đã có chúng tôi đây. Hãy vào kênh tobesuccessbooks.com /ideas để xem những video liên quan đến chủ đề này. Chương 5. Cộng đồng tương tác với khán giả. Internet sẽ trở thành quảng trường thời đại cho ngôi làng toàn cầu trong tương lai. Tác giả Bill Gates. Ghê không? Internet sẽ trở thành quảng trường thời đại cho ngôi làng toàn cầu trong tương lai. Tác giả Bill Gates. Trang 121. Điều khiến một YouTuber khác với những ngôi sao Hollywood chính là sự kết nối với khán giả. Mối quan hệ giữa bạn và người xem chính là yếu tố quan trọng nhất để xây dựng niềm tin, và niềm tin chính là nơi bạn sẽ tìm thấy cơ hội thành công. Chúng tôi rất thích xem phim, không gì đánh bại được một bộ phim hay, đặc biệt là những bộ phim khiến bạn cảm thấy thư giãn và thả mình theo những pha hành động kịch tính, hồi hộp hay hài hước. Tuy nhiên, YouTube lại không hoạt động theo cách đó. Người xem không chỉ đơn thuần là ngã người trên ghế sofa để xem phim, mà họ sẽ đứng người về phía trước để tham gia vào một cuộc trò chuyện hai chiều. Vì thế, chỉ đăng tải một nội dung trên YouTube thôi thì chưa đủ, bạn cần phải xây dựng một cộng đồng. Một bài báo gần đây trên HuffPost Post chia sẻ rằng số lượng người xem trên YouTube đang đánh bại truyền hình cáp. Số liệu thống kê từ Google cho biết YouTube có số lượng người dùng trong đó độ tuổi 18 cho đến 49 nhiều hơn các kênh truyền hình cáp ở nước Mỹ. Mô hình truyền hình chỉ đăng tải nội dung mà không bao gồm sự tương tác không còn phù hợp với thế hệ hiện nay nữa. Bạn cần một cộng đồng để phát triển và thành công. Tìm cộng đồng của mình. Xác định được đối tượng nào là cộng đồng của mình thật sự rất quan trọng. Đầu tiên là quan trọng nhé. Cộng đồng được tạo thành từ những người đăng ký kênh trên YouTube. Mỗi YouTuber đều muốn tăng trưởng đăng ký kênh càng nhiều càng tốt. Vì một khi bạn có nhiều lượt đăng ký thì video của bạn sẽ nhận được nhiều sự chú ý. Đó là bước cơ bản nhất để tiến tới thành công. Theo một cách nào đó, khiến mọi người xem video của bạn giống như một cuộc hẹn vậy. Nếu bạn có thể khiến họ đăng ký kênh của mình thì tức là bạn đã thành công trong buổi hẹn đầu tiên, và nó có nghĩa là người xem thích nội dung của bạn đủ nhiều để tiếp tục hẹn hò cùng bạn. Họ muốn nhận được cập nhật mới, sự kết nối, và họ sẵn sàng cam kết với bạn. Bí kíp YouTube đã cho phép người dùng bật thông báo cho kênh họ đăng ký. Vì thế hãy khuyến khích những người theo dõi nhấn vào nút thông báo ấy để họ nhận được thông báo mỗi khi có video mới. Nút thông báo có hình giống như cái chuông, và nếu bạn có thể thuyết phục họ nhấn vào cái chuông đó thì nó sẽ tương ứng với đi từ buổi hẹn đầu tiên đến một mối quan hệ. Một mối quan hệ nghiêm túc và lâu dài giữa hai bên. Trong kinh doanh, kết hôn chính là bước cuối cùng để ai đó trở thành khách hàng của bạn và đầu tư cùng bạn ở một cấp độ sâu hơn. Bạn sẽ có thể tạo thêm một tầng cộng đồng sâu sắc hơn nếu mọi người theo dõi bạn ở các trang mạng xã hội, hoặc có thể kết nối với kênh YouTube. Những người sẵn sàng theo dõi bạn trên trang mạng xã hội khác là những người không chỉ thích nội dung video, mong muốn tiếp tục nhận video mới, mà họ còn chủ động hòa mình vào các cuộc hội thoại. Nếu bạn có thể khiến họ làm được điều đó và thì nghĩa là bạn đang có được những khán giả xem trọng sự tương tác, và điều đó cực kỳ có ích cho việc phát triển kênh YouTube. Đó chính là lý do vì sao trả lời tweet và retweet bài đăng trên Twitter là việc rất quan trọng để giữ gìn tương tác.
Vậy bạn sẽ làm gì nếu kênh YouTube của bạn bắt đầu với không lượt theo dõi? Làm cách nào để có khán giả từ con số 0? Trên thực tế, tất cả mọi người đều bắt đầu từ con số 0 nên bạn đừng vội nản lòng. Đầu tiên mời những người như bạn bè, gia đình, người quen, đồng nghiệp, tất cả những người bạn quen biết. Đừng sợ khi phải hỏi họ trực tiếp, nhấc điện thoại lên và gọi hoặc nhắn tin cũng được, nói với họ rằng: "Này cậu ơi, mình vừa tạo một kênh YouTube và mình cần sự giúp đỡ từ cậu, cậu đăng ký kênh cho mình nhé, mình sẽ bất ơn cậu rất nhiều." Những người đồng ý sẽ là những vị khán giả cốt lõi đầu tiên. Hãy giới thiệu kênh của mình cho tất cả những người bạn biết và nhờ họ ủng hộ bạn. Đây sẽ là cơ hội để bạn thực hành quảng cáo. Quảng cáo kênh đồng thời giúp bạn làm rõ với mọi người rằng họ sẽ thu được lợi ích khi xem video của bạn. Đừng quên chèn đường liên kênh YouTube trong mọi giới thiệu hồ sơ trên các trang mạng xã hội mà bạn có, trong một chữ ký của email hay bất kỳ. Hãy tất tần tật những nơi bạn có thể bắt đầu từ con số 0, quả thật là một thử thách. Vì thế hãy tạo dựng một lượng người xem càng sớm càng tốt. Đó chính là bước đầu tiên để tạo dựng ảnh hưởng trên YouTube, tiếp tục xây dựng cộng đồng. Sau khi đăng tải nội dung, cách tốt nhất để xây dựng cộng đồng chính là kêu gọi mọi người đăng ký trên YouTube. Hãy nhớ nhắc người xem đăng ký kênh của bạn. Rất nhiều YouTuber lầm tưởng rằng khán giả của họ đã biết về việc phải đăng ký kênh. Tuy nhiên, có rất nhiều khán giả không biết hoặc không hề nghĩ đến việc đó. Những kênh YouTube hay nhắc mọi người đăng ký kênh thường có lượng khán giả rất đông. Bí kíp, hãy cho người xem một lý do đủ thuyết phục để đăng ký và đừng gửi yêu cầu một cách liên tục vì khán giả sẽ cảm thấy rất phiền phức. Một lỗi lớn mà chúng tôi thường thấy ở các YouTuber chính là cầu xin người xem đăng ký kênh thay vì truyền tải một nội dung tốt. Bạn có thể nói như thế này để khuyến khích người xem đăng ký kênh của mình: và đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ một video chia sẻ công thức nào được đăng tải mỗi tuần các bạn nhé. Như vậy bạn không nghe như đang cầu xin mọi người không ký mà thay vào đó cho họ một lý do đủ thuyết phục để nhấn nút đăng ký. Một cách khác để xây dựng cộng đồng chính là kêu gọi khán giả bình luận dưới mỗi video và dành thời gian đọc bình luận của khán giả, đặc biệt là khi bạn vừa bắt đầu xuất hiện trên YouTube. Trên kênh Video Influencer, chúng tôi đã đặt ra các câu hỏi cho mỗi video và mọi người trả lời các câu hỏi ấy bằng cách bình luận. Sau khi làm điều đó liên tục qua các video, chúng tôi đều dần xây dựng một cộng đồng lớn mạnh và trung thành. Bí kíp tương tác với khán giả thông qua bình luận và việc làm rất hữu ích đối với nghệ thuật toán của YouTube. Video bạn có càng nhiều lượt bình luận và hội thoại thì càng trở nên xác thực và sẽ được xếp hạng cao hơn trong các kết quả tìm kiếm. Các cuộc hội thoại đã giúp YouTube trở nên khác biệt so với các loại hình phương tiện truyền thống như TV hay phim ảnh. Người xem có thể đưa ra các nhận xét và ý kiến trực tiếp trên mỗi video. Họ có thể phê bình, khen ngợi hoặc thậm chí phê phán. Và đó chính là vẻ đẹp của YouTube. Hãy phản hồi tất cả những gì cộng đồng để lại ở mỗi video để có thể xây dựng cộng đồng của riêng mình. Tuy nhiên, chỉ bình luận ở YouTube thôi thì chưa đủ, hãy tiến xa hơn bằng cách kết nối với mọi người ở các trang mạng xã hội khác. Chúng tôi thường đặt mục tiêu chung cho mình là trả lời tất cả các bình luận, tiếp nhận tin nhắn trên Facebook từ khán giả. Khi kênh của bạn phát triển thì điều này sẽ trở nên thách thức hơn, nhưng hãy cố gắng thực hiện nó ở giai đoạn đầu khi xây dựng kênh cá nhân, vì đó là chìa khóa dẫn đến thành công. Đó chính là điểm khác biệt giữa những người thành công trong việc xây dựng cộng đồng so với những người còn lại. Chúng tôi biết điều này rất khó và tốn thời gian. Chúng tôi biết bạn rất bận rộn, nhưng bạn không nên quá bận rộn đến mức không thể dành thời gian cho người hâm mộ. Không một kênh YouTube nào mà thành công nếu thiếu đi lượng khán giả cố định. Vì thế chúng tôi tin rằng bất kỳ nhà sáng tạo nội dung nào cũng nên can đảm để giữ kết nối với cộng đồng của họ trên tất cả các phương tiện. Đặt tên cho cộng đồng. Rất nhiều YouTuber nổi tiếng đã đặt tên cho người hâm mộ của họ. YouTuber nổi tiếng nhất VillDieBy, chuyên sản xuất video về game, đã gọi người hâm mộ của anh là các anh em Pro, hay kênh vlog gia đình Shark đã gọi khán giả của họ là những người bạn thân thiện nhất Friendly Friends. Về phần mình, chúng tôi gọi cộng đồng của chúng tôi là những nhà ảnh hưởng Influencer. Những phương tiện cá nhân như Gary Vaynerchuk và Jack Paul gọi khán giả của họ lần lượt là Vaynerchuk và
Đặt tên cho cộng đồng nghĩa là bạn đã cho phép khán giả và người hâm mộ cuồng nhiệt xác nhận danh tính và sự tuyên bố và hòa nhập với cộng đồng của họ. Tạo kết nối sâu hơn, nếu bạn muốn kết nối với khán giả ở một mức độ cao thì bạn có thể trực tiếp nhắn tin hoặc trả lời bình luận của họ trên video. Chúng tôi thường trả lời bằng một video Twitter trên Twitter và phản hồi nhận được vô cùng tuyệt vời. Bạn có thể phản hồi thông qua Facebook, Instagram hoặc tin nhắn trực tiếp trên Snapchat. Khán giả rất xem trọng loại hình tương tác trực tiếp này, thậm chí là hơn cả nội dung thật sự của video. Chúng tôi thường dành từ 30 đến 60 giây trong mỗi video để cảm ơn và bày tỏ sự biết ơn với những vị khán giả cụ thể hoặc trả lời các câu hỏi đến từ cộng đồng. Khi chúng tôi làm thế, đặc biệt là khi đề cập đến tên của người hâm mộ, họ cảm thấy được động viên, bất ngờ và hạnh phúc khi thấy rằng chúng tôi quan tâm và dành thời gian để trò chuyện với họ. Một ví dụ tuyệt vời chính là Justin Khoe từ kênh Dashtag Vlogger, người có kết nối vô cùng chặt chẽ với người hâm mộ. Mục tiêu của anh chính là giúp đỡ mọi người trên con đường đến với niềm tin và hiểu rõ kinh thánh. Trong giai đoạn phát triển đầu tiên của kênh Dashtag Vlog, Justin đã luôn dành thời gian để trả lời tất cả các email, gọi điện trực tiếp hoặc thông qua ứng dụng Skype để trả lời câu hỏi của bất kỳ người nào xem nào. Bên cạnh việc tạo mối quan hệ cực kỳ sâu sắc với mọi người, anh cũng nhận được rất nhiều nhận xét mang tính đóng góp cho kênh YouTube. Nhờ các nhận xét đó, anh học hỏi nhiều hơn về cộng đồng của mình và tạo nên những video tốt hơn. Cũng nhờ siêng năng trong việc trở thành một thành viên tích cực trong cộng đồng mà anh đã có nguồn thu nhập ổn định từ YouTube. Từ đó anh phát triển thu nhập chỉ trong một năm sau nhờ vào việc gây quỹ cộng đồng và sự hỗ trợ từ khán giả. Chiều sâu luôn là một vấn đề, vì thế hãy luôn tìm cách tạo ra kết nối ý nghĩa với cộng đồng, quả ngọt sẽ đến trong một chặng đường dài cố gắng. Khi bạn tạo và nuôi dưỡng cộng đồng, cái dưỡng cộng đồng nghĩa là bạn gan gây dựng niềm tin, chính sự tin tưởng và tương tác sẽ giúp bạn có được thu nhập ổn định thông qua những vị khán giả trung thành, trở thành một UG thứ hai. Đọc nha. Trở thành một Judy thứ hai. Judy chính là vợ Benny, người sáng lập kênh YouTube It's Judy Time, là câu chuyện thành công đầu tiên trên YouTube mà chúng tôi từng quan sát. Judy có hơn 1 triệu người đăng ký, hàng trăm video, hơn 1 tỷ lượt xem video và đã hoạt động trên YouTube trong khoảng 10 năm. Judy bắt đầu với các video dạy trang điểm, nhưng hiện nay cô đã có thể bán sản phẩm của riêng mình, làm việc trực tiếp với YouTube và có những thành công vô cùng tuyệt vời. Khi mọi người hỏi chúng tôi bí quyết gì giúp Judy trở nên nổi tiếng và thành công đến vậy, thì chúng tôi chỉ có thể nói rằng bên cạnh nội dung, nhân tố quan trọng và thiết thực nhất đóng góp vào thành công của cô chính là lòng tin lợi khán giả. Trong những năm đầu tiên, cô chỉ là một YouTuber có ít tiếng tăm và chỉ dành phân nửa quỹ thời gian của mình để xây dựng nội dung video. Phần thời gian còn lại cô dành để tương tác với khán giả. Thực tế, mỗi ngày từ 22 giờ đến 23 giờ sáng là khoảng thời gian cô dành ra để tương tác trực tiếp với khán giả. Một ví dụ điển hình về sự trung thành và mức độ cam kết của người hâm mộ dành cho Judy chính là mỗi khi cô tung ra sản phẩm mới trên mạng thì nó liền được bán hết chỉ trong ngày đầu tiên. Người hâm mộ không ngừng hỏi khi nào sẽ có thêm sản phẩm vì luôn trong tình trạng cháy hàng. Điều đó luôn xảy ra với mỗi sản phẩm được bán ra trong vòng 5 năm nay. Với 10 năm hoạt động trên YouTube, Judy trở thành một trong những nhà ảnh hưởng đáng tin cậy và sự tin tưởng đó đóng vai trò quan trọng góp phần tạo nên sự khác biệt giữa một nhà sáng tạo trên YouTube so với những người nổi tiếng trong các lĩnh vực khác. Sự tin tưởng đó là nền tảng cho mỗi cơ hội mà bạn có thể nhận được trong tương lai. 1. Phát triển người hâm mộ chân chính. Hãy bắt đầu tạo dựng cộng đồng thông qua tương tác ngay từ những video đầu tiên bạn đăng tải. Bạn không cần một lượng lớn khán giả để xây dựng sự nghiệp toàn thời gian hay một thương hiệu cá nhân trên YouTube. Bạn chỉ cần sự cam kết từ những người hâm mộ thật sự. Greg Briglow, người sáng lập sự kiện thường niên ở Seattle, Washington, Hoa Kỳ gọi là Blogger Fair, đã nói rằng kích cỡ của cộng đồng không quan trọng bằng mức độ kết nối giữa những người trong cộng đồng ấy. Ý kiến được này giải thích sâu hơn ở một bài báo nổi tiếng do Candy Kelly viết.
Bạn không cần đến hàng triệu đô la, hàng triệu khách hàng hay hàng triệu người hâm mộ để trở thành một nhà sáng tạo thành công, để kiếm sống với tư cách là những nghệ nhân, nhiếp ảnh gia, nhạc sĩ, nhà thiết kế, nhà văn, họa sĩ, phim hoạt hình, nhà thiết kế ứng dụng, doanh nhân hoặc là nhà phát minh. Bạn chỉ cần 1.000 người hâm mộ thật sự. Kelly tính toán như sau: bạn cần phải tạo đủ nội dung để có thể kiếm trung bình 100 đô la lợi nhuận mỗi năm trên một người hâm mộ. Bạn có thể làm điều đó bằng cách sử dụng chiến lược kiếm tiền chúng tôi đưa ra trong cuốn sách này. Hãy nhớ rằng tạo ra một nội dung cho lượng người hâm mộ có sẵn luôn dễ dàng hơn việc tìm kiếm người hâm mộ mới. Tạo mối quan hệ trực tiếp với người hâm mộ để họ có thể giúp bạn kiếm tiền. Bằng cách đó bạn có thể kiếm được trọn vẹn 100 đô la từ mỗi người hâm mộ. Sau đó bạn chỉ cần 1.000 người như vậy có thể kiếm được 100.000 đô la mỗi năm. Đó là con số tuyệt vời với hầu hết mọi người. Có được 1.000 người hâm mộ chân chính dễ hơn rất nhiều so với việc đặt mục tiêu thu phục được 1 triệu người. Đặc biệt là khi bạn chỉ mới bắt đầu, nếu bạn có thể thêm 1 người mỗi ngày là bạn có thể đạt tới 1.000 chỉ trong vài năm ngắn ngủi. Xây dựng cộng đồng người hâm mộ chân chính bằng cách tạo dựng lòng tin với khán giả. Lòng tin và sự cam kết cho phép bạn tạo ra nguồn thu nhập ổn định. Trong chương tiếp theo, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo ra tiền từ nội dung, biến đam mê thành lợi nhuận và sự sáng tạo thành công việc chính thức. Chương 6. Tiền mặt, biến nội dung thành tiền. Hãy theo đuổi tầm nhìn thay vì tiền bạc. Tiền sẽ tự đến với bạn. Tác giả Tony, CEO của Jeff Bezos. Một số người cho rằng bàn luận về tiền bạc là điều cấm kỵ. Sự dưỡng dục từ gia đình thường định hình cảm xúc cũng như suy nghĩ của chúng ta về tiền bạc. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn rằng tiền bạc luôn theo sau và thúc đẩy sứ mệnh của con người. Chúng tôi khuyến khích bạn nên bám sát vào lý do, sứ mệnh và động lực của riêng mình để xây dựng được ảnh hưởng trên YouTube. Cho dù mục đích của bạn là tác động đến mọi người trên thế giới, xây dựng được một cộng đồng giải trí và truyền cảm hứng hay nuôi sống bản thân và gia đình, hãy luôn luôn kiên định với lý do đó khi bắt đầu tiến sâu hơn vào cuộc hành trình. Để có thể phục vụ sứ mệnh cũng như tầm nhìn của bạn ở mức độ cao nhất, có thể thì bạn cần tài nguyên cụ thể hơn chính là tiền. Khi có tiền, bạn sẽ có nhiều tự do hơn để phát triển nội dung cũng như chất lượng sản phẩm. Bạn có thể thuê một đội ngũ và hỗ trợ lẫn nhau. Đó có thể là nhân viên, trợ lý hay một cơ sở từ thiện mà bạn yêu thích. Tiền giúp bạn tối đa hóa hiệu quả của mình trên thế giới này. Trang 146. 1. Kiếm tiền trên YouTube. Chúng tôi muốn chia sẻ với bạn 10 cách để tạo nên thu nhập thông qua YouTube, nhưng chúng tôi cũng muốn khuyên bạn một cách chân thành rằng đừng bao giờ theo đuổi tiền bạc, vì đó là công thức cho sự thất bại. Thay vì đó, hãy theo đuổi sự tập trung, nhiệm vụ, đam mê cũng như mục đích và để kiếm tiền sinh sôi nảy nở từ nó. Chương này không phải là để nêu ra những cách kiếm tiền duy nhất, bởi ngoài kia có rất nhiều phương pháp làm tăng thu nhập và chúng tôi không thể gói gọn chúng trong một cuốn sách. Vì thế chúng tôi sẽ chỉ cung cấp cho bạn một vài chiến lược và ý tưởng quan trọng để kiếm thêm thu nhập. Cách đầu tiên và được biết đến rộng rãi nhất là để kiếm tiền trên YouTube, đó chính là với chương trình AdSense. Khi kênh YouTube của bạn có hơn 1.000 lượt đăng ký và 4.000 giờ xem thì kênh sẽ đủ điều kiện để chia sẻ doanh thu thông qua chương trình AdSense. AdSense cho phép YouTube phát quảng cáo trước và sau bên cạnh video của bạn và bạn sẽ hưởng một phần doanh thu quảng cáo đó. Số tiền bạn kiếm được từ AdSense không cố định như một quy tắc tính toán. Các nhà sáng tạo nội dung ở Mỹ được trả trung bình 2 đô la cho 1.000 lượt xem trên 2 đô la trên 1.000 cho 1.000 lượt xem video. Vì thế nếu bạn muốn kiếm 2.000 đô la mỗi tháng từ YouTube thì bạn cần 1 triệu lượt xem mỗi tháng. Điều đó không dễ dàng gì, đặc biệt là trên cơ sở nhất quán. Vì thế AdSense là phương pháp kiếm tiền mà chúng tôi ít yêu thích nhất. Nó không thật sự thực tế đối với hầu hết các nhà sáng tạo nội dung. Những người chỉ có thể đạt được 1 triệu lượt xem cho tổng toàn bộ các video trên kênh. AdSense là chiến lược tốt nhất đối với các kênh thu hút lượt lớn người xem chuyên về các trò chơi khăm, hài kịch, tin tức hoặc giải trí. Nội dung được lan truyền rộng rãi là một ví dụ điển hình nhất. Chúng tôi đã phỏng vấn một cặp đôi là John và Nikki trên kênh Ben Turin. Lớp của họ, John và Nikki chơi khăm lẫn nhau và cả những người khác. Họ thật sự những trò đùa từ cấp độ hài hước đến cực đoan. Bằng cách đó, John và Nikki đã có hơn 386 triệu lượt xem. Vì thế, AdSense là một hình thức thu nhập tuyệt vời cho họ. Tuy nhiên, nếu kênh YouTube của bạn không thuộc vào những mục kể trên hoặc bạn đang gặp khó khăn để tăng lượt xem thì không cần phải lo lắng.
vẫn còn những cách khác để kiếm tiền từ nội dung mà không cần đến nghìn lượt xem. Tiếp thị liên kết. Với tiếp thị liên kết, bạn sẽ kiếm được tiền hoa hồng từ việc quảng cáo của công ty. Quá trình rất đơn giản, tìm một sản phẩm bạn thích, quảng cáo nó và kiếm một phần lợi nhuận từ mỗi lần bán. Tất cả những gì bạn cần làm là tìm một công ty có chạy chương trình thị liên kết. Chương trình tiếp thị liên kết phổ biến nhất chính là Amazon Associates và bạn có thể đăng ký trực tiếp trên mạng. Một khi được Amazon đồng ý, bạn có thể tạo đường link đến các sản phẩm của Amazon. Mỗi khi có bất kỳ người xem nào nhấn vào link, bạn sẽ nhận được 1 tỷ lệ phần trăm của giá trị sản phẩm, thường từ 4 đến 10%. Như bạn có thể tưởng tượng, phần thu nhập này tăng lên một cách nhanh chóng, miễn là bạn có thể làm việc để tăng số lần người xem nhấn và truy cập vào link liên kết. Hình thức tăng thu nhập này phù hợp với tất cả các loại kênh YouTube, nhưng hiệu quả nhất đối với các kênh làm đẹp, công nghệ hoặc review sản phẩm, bởi những kênh này thường đề cập đến một số sản phẩm nhất định. Nếu có bất kỳ sản phẩm nào liên quan đến thị trường của bạn, sức khỏe, kỹ thuật số, dịch vụ hoặc sự kiện của cuộc sống, thì chắc chắn sẽ có một chương trình tiếp thị liên kết với các sản phẩm đó. Thậm chí chỉ với một lượng nhỏ khán giả, bạn cũng có thể thu nhập 6 con số từ tiếp thị liên kết. Xin đã làm việc này với máy ảnh trong nhiều năm liền. Ngoài kênh Video Infusion, anh còn là một kênh khác gọi là Think Media để cho lời khuyên về những máy ảnh tốt nhất cũng như các thiết bị cho việc quay phim. Các địa điểm liên kết rất hữu trong trường hợp này vì anh thường xuyên review các sản phẩm được liên kết. Chỉ thông qua sự kết hợp giữa các video trên YouTube và tiếp thị liên kết, Xin đã có được thu nhập lên đến 6 con số. Amazon không phải là một chương trình tiếp thị liên kết duy nhất, có rất nhiều cửa hàng bán lẻ có chương trình này và bạn có thể đăng ký như là Target, Walmart, Sephora và Nordstrom. Các khả năng gần như là vô tận đối với tiếp thị liên kết. Dù bản chất của kênh bạn là gì đi chăng nữa thì đây là một nguồn thu nhập đáng để đầu tư sản phẩm hoặc dịch vụ của riêng bạn. Một cách khác để kiếm tiền từ kênh YouTube chính là tạo ra một sản phẩm hay dịch vụ. Lợi ích của việc bán sản phẩm của riêng mình chính là bạn không chỉ thường hưởng một phần trăm doanh thu mà thay vào đó tất cả lợi nhuận đều thuộc về bạn. Rất nhiều YouTuber đã tạo nên các dòng sản phẩm có riêng họ như là áo thun, cốc, nón hay các trang phục khác. Những trang web như Strapgreen và Amazon.com cho phép bạn tạo ra sản phẩm của riêng mình dễ dàng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, sản phẩm của bạn không nhất thiết phải dừng lại ở phục trang hoặc ly tết mà bạn còn có thể chế tạo ra các thiết bị kỹ thuật số, chẳng hạn như dịch vụ giáo dục hay ebook. Emham, người được chúng tôi phỏng vấn trên Video Influencer, có một kênh dạy làm đồ thủ công và các sản phẩm tự làm. Cô tặng không hàng nghìn video miễn phí, đồng thời phát triển video hướng dẫn ở mức độ sâu hơn có trả phí. Bạn có thể biến bất cứ kiến thức nào có thành sản phẩm kỹ thuật số và cung cấp cho khán giả. Bạn cũng có thể trở thành tư vấn viên hoặc huấn luyện viên, miễn là nó phù hợp với sở trường và tầm nhìn của bạn. Chúng tôi đã từng thấy rất nhiều YouTuber với lượng khán giả tương đối nhỏ đã tạo nên thu nhập 6 con số từ phương pháp này, bởi họ đem lại cho khán giả nội dung có giá trị và tương đối rẻ cùng với các video miễn phí. Khi bạn có những người hâm mộ muốn kết nối với bạn ở cấp độ sâu hơn, hãy cung cấp cho bạn sản phẩm hoặc dịch vụ do bạn tạo ra. Điều đó giúp xây dựng cộng đồng và kết nối với người hâm mộ của bạn. Trao đổi sản phẩm miễn phí, tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy. Thông thường trong quá trình kiếm tiền, mọi người thường quên rằng trong khi tiết kiệm ở một nơi, họ có thể đầu tư ở một nơi khác. Bạn có thể tìm kiếm các nhãn hàng, công ty hoặc các doanh nghiệp có thể gửi cho bạn những sản phẩm miễn phí để lấy review hay quảng cáo từ bạn. Khi Benny bắt đầu kênh YouTube với Jandy, lúc ấy còn là một vị hôn phu của anh đang gặp khó khăn về tài chính. Anh cần tiền để chi trả cho lễ cưới sắp tới của họ. Vì thế Benny đã nhờ Xuyên giúp đỡ để tạo ra một chuỗi video về đám cưới. Chúng tôi đã cùng nhau tạo nên những tập phim xoay quanh các chủ đề phổ biến như kế hoạch đám cưới và tiếp cận với các thương hiệu mà chúng tôi nghĩ rằng họ sẽ tài trợ cho chúng tôi, như các công ty váy cưới. Một ví dụ điển hình chính là tập phim Jody thử váy cưới lần đầu tiên. Chiếc váy cưới được tài trợ bởi một nhãn thương hiệu trang phục cưới và để đổi lấy chiếc váy cưới miễn phí, chúng tôi đã quay nó trong video và quảng cáo về nó. Chuỗi video cưới cuối cùng có 10 tập được quay về các vấn đề quay quanh đám cưới, trong đó có một tập quay lễ cưới của Benny. Rất nhiều tập được tài trợ thông qua các sản phẩm miễn phí và cũng có được những tập được tài trợ bằng tiền mặt. Mặc dù các chuỗi video không nhận được tài trợ hoàn toàn, nhưng đó là một sự tiết kiệm thực sự. Khán giả của bạn không nhất thiết phải nhiều để tận dụng từ các giao dịch miễn phí như thế này, nhưng sẽ có rất ít nếu bạn có lượng khán giả tập trung.
Miguel, một thành viên trong cộng đồng Video Influencer, đã lập một kênh chia sẻ về mẹo về thu nhạc. Anh và vợ đều là nhạc sĩ, họ đã phát hành các bài hát EP và Miguel muốn tạo nên một kênh để giúp đỡ mọi người có thể làm điều tương tự. Vì kênh của anh tập trung vào một mục đích nên anh nhận được hơn 7.000 đô la giá trị các sản phẩm và phần mềm miễn phí, trong khi anh chị có không đến 500 lượt đăng ký kênh. Các nhãn hàng rất thích làm việc với những nhà ảnh hưởng, có thể chứng minh rằng khán giả của họ chính là khách hàng tiềm năng của các công ty, ngay cả khi đó chỉ là một thị trường nhỏ. Bất kể bạn là một YouTuber toàn thời gian với hơn 100.000 lượt đăng ký hay bạn chỉ là người mới với ít hơn 1.000, thì việc nhận các sản phẩm miễn phí lại vô cùng đơn giản. Bạn có thể liên hệ với các nhãn hàng thông qua trang mạng xã hội, email hay chỉ việc nhắc điện thoại lên và hỏi. Chúng tôi đang cam đoan rằng bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên với số lượng các công ty đồng ý hợp tác với bạn. Mỗi khi bạn thành công trong việc giao dịch nội dung cho một sản phẩm, bạn sẽ học hỏi được nhiều điều hay và trở nên tiến bộ hơn, từ đó thu hút được nhiều cơ hội hơn. Thông thường, giá trị mà bạn có thể mang đến cho một doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty nhỏ hay doanh nghiệp địa phương, ví dụ như nhà hàng, chính là những video mà bạn có thể làm cho họ. Các doanh nghiệp thường tốn từ vài trăm đến vài nghìn đô la để tạo ra một video chuyên nghiệp. Là một nhà sáng tạo, bạn có thể cung cấp video này miễn phí để đợi lấy thứ gì đó từ doanh nghiệp kể trên. Chúng tôi có biết một YouTuber rất yêu thích ẩm thực và du lịch. Chúng tôi đã khuyên anh sử dụng chứng thực này để tạo nên lợi nhuận, mặc dù lúc đó anh hầu như không có bất kỳ người đăng ký nào trên kênh cá nhân cả. Sau đó, anh đến một nhà hàng địa phương và đề nghị với họ rằng anh sẽ tạo ra một video chất lượng để họ có thể sử dụng trên website và đổi lấy một bữa ăn miễn phí. Họ đồng ý. Câu chuyện của anh chàng này không hề độc nhất vô nhị bởi loại hình trao đổi này xảy ra mọi lúc mọi nơi. Đối với các công ty, những video này luôn có giá trị theo một khoảng cách nào đó, thậm chí ngay cả khi nó chỉ có vài lượt xem. Vì thế, đây là thứ bạn có thể thực hiện khi mới bắt đầu sự nghiệp kinh doanh hiện tại của bạn. Mọi người thường có xu hướng chỉ tập trung kiếm tiền trong môi trường YouTube. Tuy nhiên, YouTube chỉ có thể được sử dụng như một cánh tay trái để hỗ trợ sự nghiệp hiện tại của bạn. Nếu bạn sở hữu một cửa hàng xây dựng thì phần lớn doanh thu của bạn sẽ đến từ cửa hàng. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng kênh YouTube để sản xuất nội dung giới thiệu cửa hàng về các mặt hàng được bán. Thay vì kiếm tiền trực tiếp từ video, bạn có thể lôi kéo người mua đến các cửa hàng để tạo ra doanh thu thật sự. Khi Benny bắt đầu lại với sự nghiệp kinh doanh bất động sản, anh đã quyết định mở một kênh với tên gọi là Home Deal TV để trả lời các câu hỏi về bất động sản. Anh chọn những câu hỏi mà mọi người thường hỏi các nhà môi giới, ví dụ như cách mua một ngôi nhà, cách định giá nhà, làm thế nào để tìm được một trung tâm môi giới tốt, và trả lời nó theo cách đơn giản như thuyết phục nhất. Mặc dù có rất ít khán giả cho kênh này, nhưng anh đã mang lại giá trị đến mạng lưới cộng đồng ở địa phương để thu hút khách hàng và phát triển lại doanh nghiệp. Anh đã đi từ ít hơn 10 giao dịch bất động sản trên một năm cho đến lớn hơn số 100, tất cả nhờ vào một ý tưởng đơn giản, chính là truyền đạt giá trị thông qua YouTube. Hãy nhớ rằng khi nói đến tiền thì YouTube chỉ đơn thuần là một phương tiện truyền thông. Vào một thời điểm nào đó, việc gõ cửa từng nhà trong khu phố để bán sản phẩm hay dịch vụ là một việc hợp lý, vì đó là phương pháp giao tiếp trực tiếp hữu hiệu nhất. Tuy nhiên, hiện nay YouTube đã mang lại các phương tiện kỹ thuật số để thực hiện điều đó trên một quy mô lớn hơn rất nhiều. Chúng tôi tin rằng mọi chủ doanh nghiệp và thương hiệu thông minh nên tận dụng các công cụ như YouTube để mở rộng phạm vi và doanh thu của họ trực tuyến. Nếu bạn hiện đang là một chủ doanh nghiệp, hãy tự hỏi bản thân rằng có thể truyền đạt giá trị và để đến với khách hàng tiềm năng của mình thông qua video, bạn cần phải trả lời những câu hỏi nào, bạn có thể đưa ra mẹo hay lời khuyên gì. Khi bạn tạo ra giá trị cho người xem, chính là bạn đã mang khách hàng đến với doanh nghiệp của bạn. Quỹ cộng đồng. Quỹ cộng đồng chính là gây quỹ một số tiền nhỏ từ mọi người để tài trợ cho một dự án, thông thường là qua các trang web như Kickstarter, Indiegogo, Patreon và GoFundMe. Trên YouTube, Patreon là lựa chọn hàng đầu và được sử dụng rộng rãi bởi nhiều kênh, phổ biến nhờ có các chính sách hỗ trợ thường xuyên. Với Patreon, bạn có thể hỏi người xem cam kết đóng góp cho bạn một số tiền nhất định, thường là theo từng tháng, và đưa ra giải thưởng cụ thể cho các mức đóng góp khác nhau. Các giải thưởng có thể là video hỏi và đáp án chỉ là những người đóng góp cụ thể mới xem được, hay nêu tên họ ở cuối mỗi video, hoặc bất kỳ hình thức sáng tạo nào có thể tạo ra giá trị ngược lại cho khán giả. Justin, khoe của kênh Dashit Tank Vlogger, đã xây dựng sự ảnh hưởng, niềm tin và mối quan hệ với khán giả trong vòng một năm trước khi bắt đầu với
Patreon. Hơn 60 người đã cam kết ủng hộ kênh của Justin mỗi tháng và thông qua Patreon giúp anh có thể đủ tiền để biến YouTube thành một công việc toàn thời gian. Philip DeFranco. Dừng đi. Tạm đặt. Philip DeFranco có một kênh tin tức nổi tiếng trên YouTube với một lượng lớn người theo dõi. Anh sử dụng mạch xanh để hỗ trợ thực hiện các mục tiêu trên YouTube của mình. Tuy nhiên, gần đây YouTube đã thực hiện một số thay đổi trong chính sách quảng cáo dẫn đến hầu hết nội dung của anh đều bị gián nhãn, nội dung không thân thiện với nhà quảng cáo và thu nhập từ AdSense của anh bị loại bỏ. Chỉ sau một đêm, anh quyết định thay đổi chiến lược bằng cách tạo ra một tài khoản trên Patreon và có hơn 13.000 người đã đăng ký ủng hộ anh tạo ra một kênh giải trí và tin tức tiến bộ. Người xem có thể ủng hộ kênh với số tiền nhỏ như $5 mỗi tháng hoặc cũng có thể lên đến 1.000 đô la. Nếu tất cả mọi người chỉ ủng hộ $5 thì anh vẫn có thu nhập lên đến 65.000 đô la mỗi tháng. Quỹ cộng đồng đã phá vỡ mô hình tiêu chuẩn về cách mọi thứ được thực hiện. Trong quá khứ, mọi người phụ thuộc vào sự chấp thuận và sự hỗ trợ từ những người ở cấp cao hơn và người gác cửa. Tuy nhiên, quỹ cộng đồng đã cho phép người sáng tạo thực hiện sứ mệnh và nhiệm vụ của họ thông qua những người được hưởng lợi nhiều nhất. Đừng quên là chúng tôi đã khuyên bạn nên tập trung xây dựng sự ảnh hưởng trước khi xây dựng nguồn thu nhập, thực hiện các chứng thực như gây quỹ cộng đồng trước khi bạn có một cộng đồng thường dẫn đến thất bại. Vì thế, xây dựng niềm tin là và sự trung thành với khán giả chính là chìa khóa để thành công trong gây quỹ cộng đồng và hầu hết các phương pháp kiếm tiền khác. Sự kiện là một phương pháp khác để kiếm tiền từ nội dung. YouTube, bạn có thể tự mình đứng ra tổ chức một sự kiện gặp trực tiếp hoặc trên mạng. Chúng tôi có thể là những sự kiện miễn phí hoặc có tính phí tham gia. Khi bạn đã có một lượng lớn khán giả thì việc mời mọi người đến các sự kiện có tính phí sẽ dễ dàng hơn. Một ví dụ thực tế chính là buổi biểu diễn nhạc sống. Nếu bạn yêu thích một ban nhạc hay một nhạc sĩ nào đó, bạn sẽ mua nhạc của họ trên iTunes hoặc nghe Spotify và xem video của họ trên YouTube. Bước tiếp theo chính là xem họ biểu diễn trực tiếp, và bạn sẽ phải chi một số tiền khá khá để tham dự buổi biểu diễn ấy. Bởi vậy, bạn yêu thích âm nhạc của họ, điều tương tự áp dụng đối với một nhà ảnh hưởng trên YouTube như bạn. Nếu bạn đang cung cấp hàng nghìn giá trị đến với người xem, họ sẽ trở thành người hâm mộ và bạn sẽ mở tiền để được gặp bạn trong một vài sự kiện thật sự. Một người bạn của chúng tôi, Dina Iceman, đã bắt đầu tổ chức một sự kiện tên là Instructional Travel Design. Mặc dù lượng khán giả của anh vẫn còn tương đối ít, tuy nhiên anh đã tận dụng lòng tin và ảnh hưởng mà anh đã xây dựng trên YouTube để tổ chức sự kiện và gặp gỡ mọi người ở các địa điểm đặc biệt vòng quanh thế giới. Một vài người hâm mộ sẵn sàng chi 2.000 đô la chỉ để tham gia những sự kiện như vậy. Nhờ vào sự nổi tiếng và thành công, Dina đã có thể dẫn đến thăm những địa điểm độc nhất vô nhị, du lịch vòng quanh thế giới và tận hưởng cuộc sống mà hầu hết mọi người đều mơ ước. Tất cả là nhờ anh đã xây dựng sự ảnh hưởng của mình từ các video trên mạng và sau đó tổ chức các sự kiện trực tiếp cho khán giả của anh. Như chúng tôi đã đề cập, những sự kiện có tính phí không cần thiết phải là một cuộc gặp mặt ngoài đời thật. Bạn hoàn toàn có thể tổ chức một sự kiện có tính phí trên mạng hoặc một buổi hội nghị có sự góp mặt của một nhóm diễn giả có thể chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của họ về một lĩnh vực cụ thể. Nếu người xem cảm thấy quan tâm đến chủ đề được tổ chức, họ chắc chắn sẽ sẵn lòng trả tiền để được nghe những chuyên gia nói chuyện. Tài trợ thương hiệu, các khoản tài trợ hay còn gọi là giao dịch thương hiệu bởi cộng đồng YouTube là một trong những phương pháp kiếm tiền vô cùng phổ biến trên YouTube, đặc biệt là đối với những YouTube có tiếng tăm. Nó gần giống với sản phẩm giao dịch mà chúng tôi đã nhắc đến trước đó. Tuy nhiên, có một tiện ích bổ sung là các công ty sẽ trả bằng tiền mặt để đổi lấy các video hoặc chương trình quảng cáo sản phẩm. Ví dụ như, nếu kênh YouTube của bạn chuyên review về các sản phẩm đồ chơi, một công ty đồ chơi sẽ tìm đến bạn với lời đề nghị hợp tác là bạn sẽ nhận được một khoản tiền lớn thông qua việc quảng cáo cho các sản phẩm của công ty. Tài trợ thương hiệu có rất nhiều cấp độ khác nhau. Đôi khi, bạn có thể bắt đầu bằng cách tự mình tiếp cận với các thương hiệu. Một vài YouTuber làm việc với các trung tâm môi giới giới thiệu họ với các thương hiệu có liên quan. Không dừng lại ở đó, có hẳn một thị trường trực tuyến cho các nhà tài trợ thương hiệu. Ví dụ, fanbiz.com. Đối với fanbiz, bạn sẽ không tốn tăng bất kỳ khoản phí đăng ký nào, nhưng bạn phải có ít nhất 5.000 lượt đăng ký. Giả sử nếu bạn có một kênh chuyên về công nghệ mà bạn sử dụng fanpage để tìm kiếm một công ty chuyên sản xuất tai nghe muốn hợp tác với nhà
Với các nhà ảnh hưởng trên YouTube, bạn gửi họ lời đề nghị và nếu họ đồng ý hợp tác với bạn, họ sẽ gửi bạn một chiếc tai nghe miễn phí. Sau đó bạn và công ty thương lượng giá cả cho dự án và sau khi bạn đồng ý với mức giá cuối cùng, họ sẽ trả tiền cho bạn. Quá trình hợp tác chỉ đơn giản như vậy. Nghĩa vụ của bạn có thể đơn giản như đeo chiếc tai nghe trong video của bạn. History có một kênh chuyên về dạy học tại nhà. 8 tháng sau khi cô bắt đầu sáng lập kênh, số lượng người đăng ký đã tăng lên đến hơn 2.500 người. Cô chỉ đăng tải 15 video. Tuy nhiên do cô dạy con mình học tại nhà nên cô đã gửi email đến công ty sản xuất giáo trình mà cô đã mua và hỏi về cơ hội hợp tác. Công ty hoàn toàn lúng túng vì họ không hề có bất kỳ kinh nghiệm nào trong việc tài trợ thương hiệu. Vì tối cô phải giải thích những lợi ích mà công ty có thể có được khi hợp tác với cô. Sau đó họ đồng ý đi đến thỏa thuận hợp tác. Trong hợp đồng trên, công ty tài trợ cho cô toàn bộ giáo trình trị giá hơn 1.100 đô la. Bên cạnh đó, họ còn trả cô gần 4.000 đô la để tạo một chuỗi các video chia sẻ kinh nghiệm khi sử dụng bộ sách. Hơn thế nữa, họ còn thiết lập một thỏa thuận liên kết rằng hết chia sẻ được hưởng 10% hoa hồng cho bất kỳ người nào đăng ký và mua một bộ giáo trình thông qua. Thông qua đường đăng ký và mua bộ giáo trình thông qua đường link trên video của cô. Ví dụ như hết thuê chứng minh rằng bạn không cần phải là một YouTuber nổi tiếng trên diện rộng để có thể thu hút các nhà tài trợ thương hiệu. Chỉ cần bạn có một nội dung tập trung thì bạn sẽ có một cơ hội để khiến các công ty có liên quan chú ý tới bạn. Thực tế, các công ty xem những YouTuber như hết thuê như những YouTuber vi mô. Theo tạp chí Forbes, có 82% người xem thích theo dõi những gợi ý từ các nhà ảnh hưởng vi mô. Vì điều đó chứng tỏ rằng công ty không cần phải dựa vào những kênh lớn để quảng bá cho sản phẩm của họ. Chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu xem xét những nhãn hàng mình muốn hợp tác để có thể bắt đầu sử dụng tài trợ thương hiệu như một cách để có thêm thu nhập. Một, nội dung cấp phép. Thay vì tự tải video của riêng họ, rất nhiều công ty sẵn sàng trả tiền để được cấp phép cho nội dung của các YouTuber. Đôi khi giá trị nội dung tại các video không thực sự liên quan đến mức độ phổ biến của bạn mà đa phần phụ thuộc vào nội dung của video. Theo hay nói cách khác, bản chất của một video đôi khi có giá trị của riêng nó và tách biệt hoàn toàn với kênh của bạn. Các công ty truyền thống sử dụng điều đó cho mục đích riêng và trả bạn một khoản phí cấp phép để thực hiện nó. Các blogger du lịch tạo video về những địa điểm nổi tiếng và khác lạ thường hợp tác với các cơ sở du lịch địa phương ở nhiều quốc gia khác nhau, có thể cấp phép hoặc bán các cảnh quay lưu trữ stock photo. Các cơ sở du lịch đó sẽ sử dụng những cảnh quay lưu trữ kể trên cho mục đích tiếp thị và quảng cáo của riêng họ. Những nhà ảnh hưởng khác tăng thu nhập của mình bằng cách tăng tải các cảnh quay lưu trữ lên các trang web như InstaPhoto.com, Video2.net, HighShot.com. Thị trường video lưu trữ cho phép các nhà sáng tạo có nguồn thu nhập khác bằng cách cấp phép cho video của họ. Khi bạn phát triển uy tín của mình thì sự ảnh hưởng và giá trị thương hiệu, bộ mặt, hình ảnh, sự yêu thích và danh tiếng cũng bắt đầu nhận được giá trị từ các phương tiện truyền thông. Các kênh nổi tiếng như Bangster, InLab thường cấp phép cho một nội dung của họ và bán cho những kênh truyền thông lớn để thu về doanh thu đáng kể. Diễn thuyết: cách cuối cùng để tạo thêm thu nhập và kiếm tiền từ nội dung YouTube mà chúng tôi muốn chia sẻ trong cuốn sách này chính là thông qua các buổi diễn thuyết. Nếu bạn xây dựng đủ ảnh hưởng và uy tín vào một chủ đề nhất định, bạn sẽ trở thành một ứng viên sáng trị, một ứng viên giá trị để diễn thuyết tại các sự kiện lớn, hội nghị hoặc thậm chí là các sự kiện địa phương. Xin là một ví dụ thực tế, anh đã đi khắp đất nước, thậm chí quốc tế và kiếm được hàng ngàn đô la từ việc diễn thuyết. Hay Annie Langino là một huấn luyện viên tiếp thị và kinh doanh đã tận dụng được sự ảnh hưởng từ kênh YouTube để có từ 10 đến 20 hợp đồng diễn thuyết mỗi năm tại các sự kiện của công ty. Annie có một nguồn khán giả trung thành trên YouTube, mặc dù cô không phải là một YouTuber nổi trội. Mặc dù vậy, cô vẫn tạo ra một nguồn thu nhập đáng kể cho bản thân. Nếu bạn xây dựng được sự ảnh hưởng trong một thị trường nhất định, bạn có thể sử dụng nó để mở ra rất nhiều cánh cửa đến với cơ hội được diễn thuyết trước công chúng. GBG là một trường hợp thú vị. Anh là một diễn giả nổi tiếng, huấn luyện viên và là nhà tư vấn. Khi anh sáng lập nhân vật của mình là UJGB vài năm trước thì các video được lan truyền một cách nhanh chóng. Vì thế, anh nhận được rất nhiều lời đề nghị để phát biểu trong vai trò của UJGB tại các hội nghị. Thực tế, anh nhận được những lời đề nghị đến mức bị quá tải, nhưng điều đó cũng làm chi phí thuê anh tăng lên gấp nhiều lần.
Một những lỗi thường gặp của người mới khi nói đến kiếm tiền, lỗi lớn nhất mà chúng tôi thấy ở các nhà sáng tạo chính là tập trung quá nhiều vào thu nhập thay vì sự ảnh hưởng. Sự ảnh hưởng phải luôn được chú đầu tiên và bạn sẽ không thể xây dựng nó nếu thiếu đi niềm tin, giá trị, kết nối và các mối quan hệ với mọi người. Mặc dù quy tắc này vẫn chứa đựng một vài trường hợp ngoại lệ, những người kiếm tiền dựa trên sự thiếu trung thực hoặc đi đường tắt, nhưng những người này sẽ không tồn tại lâu dài và sẽ không để lại bất cứ giá trị nào. Chúng tôi đã không sử dụng quảng cáo trên video influence trong hơn 1.5 năm vì không muốn giới hạn mục tiêu dài hạn vào mục tiêu kiếm tiền tiếp cận. Tất cả tùy thuộc vào tình hình tài chính. Rất có thể bạn sẽ muốn kiếm tiền trước khi đưa ra mục tiêu dài hạn. Tuy nhiên, chúng tôi không khuyến khích bạn bắt đầu với YouTuber vì lý do tuyệt vọng về tiền bạc. Bạn cần phải kiên định và sẵn sàng nhìn nhận YouTube là một cuộc đua marathon chứ không phải chạy nước rút. Chúng tôi muốn bạn xây dựng niềm tin với mọi người. Và chúng tôi biết những quảng cáo YouTube đó sẽ không giúp tăng thêm thu nhập trong thời gian ngắn. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là tạo dựng được ảnh hưởng, sau đó là xây dựng cộng đồng và cuối cùng là kiếm tiền. Một trong những đối tượng phỏng vấn trên kênh video influencer của chúng tôi, Lewis Hall, người tạo ra một trong những podcast đầu tiên trên Instagram, The School of Rich, cho biết mình đã vận hành Bosca trong vòng 2 năm trước khi tìm đến các nhà tài trợ và cơ hội kiếm tiền khác. Vì thế, hãy tập trung xây dựng sự ảnh hưởng, kiên nhẫn và kiên định, thì thu nhập sẽ đến với bạn. Và hãy nhớ rằng tiền bạc luôn theo sứ mệnh, theo sau sứ mệnh và mục tiêu. Lỗi thứ hai mà các nhà sáng tạo thường phạm phải chính là để các cơ hội kiếm tiền che lấp đi những gì tốt nhất cho khán giả. Nếu một thương hiệu muốn quảng cáo sản phẩm của họ trên kênh của bạn vì bạn có uy tín, niềm tin và lượng khán giả lớn, hãy đảm bảo rằng sản phẩm của họ phù hợp với khán giả của bạn. Thậm chí ngay cả khi họ mang đánh cho bạn rất nhiều tiền thì cũng đừng vội đồng ý nếu cơ hội kiếm tiền đó không đem lại nội dung liên quan và có ý nghĩa đến những vị khán giả trung thành. Nếu không, bạn sẽ làm hại đến kênh và mất đi sự tin tưởng của người hâm mộ. Nếu bạn có một kênh chuyên về làm đẹp, nơi bạn cung cấp các mẹo trang điểm và chăm sóc tóc, bỗng có một công ty thiết bị điện tử muốn làm bạn quảng cáo cho sản phẩm của họ thì đây không phải là một cơ hội làm ăn tốt. Trong trường hợp bạn đồng ý hợp tác, bạn sẽ làm hỏng tính toàn vẹn của kênh, bởi vì những gì khán giả tìm kiếm là những bí kíp làm đẹp chứ không phải là một thiết bị điện tử. Chuyên gia truyền thống xã hội và tác giả có sách bán chạy nhất trên New York Times, Jerry Verry luôn nói rằng làm điều đúng thì luôn luôn là điều nên làm. Khi những cơ hội kiếm tiền đến với bạn, hãy luôn đặt khán giả lên trên hết. Chọn một thời điểm bắt đầu. Hãy hỏi bản thân rằng bạn đang là một huấn luyện viên hay một giáo viên. Bạn có phải là người thích chia sẻ suy nghĩ và quan điểm cá nhân? Bạn có phải là người thích giải trí? Tự tìm ra vai trò của mình đối với khán giả sẽ giúp bạn quyết định được chiến lược nào là thích hợp nhất với bạn. Ví dụ, nếu bạn là một giáo viên, vậy thì có một sản phẩm công nghệ để dạy các phương pháp và một kỹ năng hỗ trợ sẽ mang lại nhiều ý nghĩa hơn với việc có một hợp đồng trao đổi sản phẩm. Hay nếu bạn thích mang đến sự giải trí cho mọi người thông qua cái blog về phân cách sống và bạn có một lượng khán giả thích và tin tưởng bạn thì một nhà tài trợ nhãn hàng sẽ thích hợp hơn. Khi lựa chọn một phương pháp kiếm tiền, chúng tôi khuyến khích bạn nên thử một vài cách và sau đó loại bỏ dần thông qua quá trình thử nghiệm và phát hiện lỗi. Thông qua quá trình đó, bạn sẽ khám phá ra những cách thức với thương hiệu, thông điệp, mục đích và các giá trị của mình nhất. Sử dụng quảng cáo YouTube là cách đơn giản nhất để bắt đầu kiếm tiền, nhưng nó sẽ không tạo ra nhiều thu nhập đối với những kênh có số lượng người xem ít. Tuy vậy, nó vẫn là một điều khởi đầu. Tiếp thị, liên kết có thể là một cách tốt hơn để bắt đầu, bởi bạn không cần tự mình tạo ra bất kỳ sản phẩm nào. Tất cả những gì bạn cần làm là quảng cáo sản phẩm và nhận thù lao. Một vài người làm tất cả những phương pháp trên. Các phương pháp riêng lẻ đôi khi không giúp bạn kiếm được tiền bằng việc kết hợp tất cả chúng lại, và nhiều YouTuber đã thật sự kiếm được nhiều tiền khi làm vậy. Cũng giống như các chuyên gia tài chính khuyên bạn nên đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình, chúng tôi khuyên bạn nên đa dạng hóa nguồn thu nhập. Bằng cách đó, nếu có thứ gì đột ngột thay đổi giống trường hợp của Philip DeFranco thì bạn vẫn còn nguồn thu nhập khác để xoay sở. Cho dù bạn chọn phương pháp nào, hãy nhớ rằng giá trị trong mỗi video luôn được đặt lên trên hết. Cung cấp giá trị một cách nhất quán phải là sự quan tâm hàng đầu, bất kể các cơ hội kiếm tiền đang được đặt ra trước mặt bạn. Tiếp theo, chúng tôi sẽ nói rõ hơn về cách giúp bạn tạo ra sự kiên định.
Chương 7. Sự kiên định thúc đẩy con đường thành công. Người ta xây thành La Mã chỉ trong một ngày. Người ta đâu xây thành La Mã chỉ trong một ngày. Đọc sai một từ là sai nguyên câu. Người ta xây thành La Mã chỉ trong một ngày. Người ta đâu xây thành La Mã chỉ trong một ngày. Trang 183. Có thể bạn đã từng nghe thấy câu ngạn ngữ cũ đó. Tuy nhiên, câu nói này không chỉ đúng với thành La Mã. Nó đúng trong mọi trường hợp, bởi vì để xây dựng được những điều tuyệt vời luôn cần rất nhiều thời gian. Bạn thử nghĩ xem, mọi người dành rất nhiều năm để thành thạo một kỹ năng, kỹ nghệ hoặc sở thích. YouTube không phải là một ngoại lệ. Thành La Mã được xây dựng như thế nào? Có phải mọi người chỉ đứng xung quanh nó, không làm gì cả và chờ đợi một đế chế xuất hiện không? Không hề, người ta đã xây dựng nó mỗi ngày với từng viên gạch một. Điều này cũng đúng với kênh YouTube của bạn, và thật dễ để chỉ tập trung vào nhìn để đế chế YouTube thay vì nỗ lực hàng ngày tạo ra và đăng tải video. Tuy nhiên, việc xây dựng viên gạch để tạo một đế chế vững chắc quan trọng hơn rất nhiều. Hãy nhớ rằng chìa khóa để xây dựng sức mạnh, sức bật trên YouTube chính là kiên định đăng tải một nội dung chất lượng theo thời gian. Trong chương này, chúng tôi muốn chia sẻ với bạn một vài quy tắc và hệ thống để giúp bạn tiếp tục đặt những viên gạch mang tên thành công với YouTube trên con đường xây dựng đế chế của riêng bạn. Cam kết với sự kiên định. Chìa khóa đến với sự kiên định trên YouTube chính là hãy xuất hiện liên tục. Trong kinh doanh, những người xuất hiện là những người thành công và đầy yếu tố rất quan trọng trên YouTube vì những lý do sau. Đầu tiên, việc tạo những video có tính nhất quán tương tự như bạn đang dành thời gian cho một người bạn. Bạn càng dành thời gian gặp gỡ trò chuyện thì bạn càng trở nên thân thiết với người bạn ấy. Thứ hai, khi tiếp tục đăng tải và quan sát kết quả, bạn sẽ học hỏi được nhiều điều về nền tảng và những thuật đó thay đổi liên tục của YouTube. Tất cả đều rất quan trọng đối với sự phát triển của kênh. Sự kiên định không chỉ là đăng tải một nội dung mà còn là quá trình học hỏi tạo nên thành công. Thứ ba, bằng việc xuất hiện thường xuyên trên YouTube, bạn sẽ liên tục có được nhận xét từ khán giả để phát triển nội dung của mình. Thứ tư, có thể bạn sẽ bị quá tải bởi những thứ mình cần phải học, nhưng luyện tập làm nên thành công. Bạn càng quay nhiều video thì bạn càng cải thiện khả năng làm việc với máy ảnh. Khi bạn càng chỉnh sửa nhiều video, khả năng chỉnh sửa của bạn sẽ càng tiến bộ rõ rệt. Dale Carnegie đã nói rằng học tập là một quá trình chủ động. Chúng ta học bằng cách thực hành, chỉ những kiến thức được vận dụng mới động lại trong trí nhớ của chúng ta. Tạo một thầy khóa biểu là việc cần thiết, vì như thế mọi người sẽ biết khi nào nên mong đợi video được đăng tải. Tương tự vậy, YouTube còn trao thưởng cho những kênh có nội dung đăng tải thường xuyên bằng cách đẩy chúng lên cao hơn trong danh sách tìm kiếm và đề xuất. Bên cạnh đó, đừng quên YouTube cũng là một doanh nghiệp và nó hoạt động bằng cách bán quảng cáo trên video. Vì thế, khi bạn tạo một nội dung chất lượng và nhất quán, nghĩa là bạn đã định vị bản thân định đi YouTube quảng cáo video của bạn đến lượng khán giả rộng hơn. YouTube rất thích chơi thưởng cho những cá nhân kiên định. Sáng tạo video thường xuyên là một việc làm khó khăn, nhưng bạn hằng làm việc chăm chỉ thì sẽ nhận về nhiều sự may mắn. Khi bạn đăng video một cách liên tục, bạn sẽ khiến việc mọi người có thể tìm và khám phá ra bạn trở nên dễ dàng hơn. Bạn sẽ chẳng thể nào biết được video nào sẽ dẫn đến thành công, đa phần phụ thuộc vào cơ hội. Nhưng bạn có thể tự tạo ra và sắp xếp cơ hội cho chính mình bằng cách đăng tải thường xuyên hơn. Lấy Sinh làm một ví dụ, trong hơn 24 tháng qua, Sinh đã cam kết đăng tải ít nhất 2 video mỗi tuần, bởi anh tin vào sức mạnh của sự kiên trì. Đó không phải là một công việc quyến rũ mà ngược lại rất cực nhọc. Một vài video mang lại kết quả tốt hơn những video khác. Tuy nhiên, sự kỷ luật mỗi tuần đã giúp anh mang về trái ngọt theo những cách không ngờ. Sinh đã đăng tải một video về việc nhận hàng miễn phí từ Amazon và giữa năm 2016, anh không hề kỳ vọng video sẽ lan truyền rộng rãi. Tuy nhiên, anh chỉ trong một thời gian ngắn đã thu hút rất nhiều lượt xem hơn hẳn những video khác. Hiện nay nó hơn 2,4 triệu lượt xem và sẽ tiếp tục thêm từ 25.000 đến 30.000 lượt xem mỗi tháng. Hơn thế nữa, video đã mang lại cho anh hơn 10.000 lượt đăng ký kênh. Bạn sẽ không bao giờ biết được video nào sẽ mở cánh cửa đến với thành công. Sinh đã luôn tự tạo ra cơ hội cho mình và anh ta đã làm được. Cho dù bạn không điều khiển được video nào làm nên hành động, việc cam kết luôn kiên trì sẽ tạo nên cơ hội tốt nhất để biến điều đó thành hiện thực. Chúng tôi đã phỏng vấn Jerry từ kênh Bassne, từ một YouTuber nói hơn 900.000 lượt theo dõi. Anh nói với chúng tôi rằng đừng để bản thân nản chí nếu mọi thứ diễn ra một cách chậm chạp. Tôi đã cần đến 4 năm để có được 10.000 lượt
đăng ký đầu tiên, nhưng sau đó tôi chỉ cần 2 năm để có 700.000 lượt đăng ký tiếp theo. Cách tốt nhất thực hành sự kiên định. Bạn làm cách nào để kiên định? Chúng tôi là những YouTuber toàn thời gian. Chúng tôi đã đăng hàng tấn nội dung lên kênh cá nhân, nhưng chúng tôi biết cuộc sống có thể bận rộn ra sao. Bạn có các nghĩa vụ gia đình, bạn có một công việc hoàn toàn thời gian, hoặc bạn có thể đang cố gắng xây dựng một doanh nghiệp và bạn muốn sử dụng YouTube để quảng cáo cho doanh nghiệp đó. Cũng giống như bạn, chúng tôi đang phải đối mặt với một vài nghĩa vụ trong cuộc sống. Vì thế, chúng tôi bắt buộc phải trở nên hiệu quả và có chiến lược khi tạo nên nội dung video cho kênh. Chiến lược của chúng tôi bao gồm hai điều thiết yếu như sau. 1. Lập kế hoạch trước. 2. Sản xuất theo đợt. Lập kế hoạch trước giúp bạn có hạn chế những trường hợp xấu xảy ra, hoặc nói theo một cách khác, nếu bạn không thể lập thêm một kế hoạch, nghĩa là bạn đang lên kế hoạch để thất bại. Kế hoạch giúp bạn tiết kiệm rất nhiều sức lực, vì thế chúng tôi luôn lên kế hoạch trước cho những buổi ghi hình. Với sản xuất theo đợt, chúng tôi luôn chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng như ánh sáng, ống kính, âm thanh, sân khấu và quay nhiều video trong một đợt. Chúng tôi thậm chí còn thay đổi áo sơ mi kiểu mình trong các cảnh quay để tạo hiệu ứng video được quay vào nhiều ngày khác nhau. Sản xuất theo đợt chính là một nguyên tố cơ bản để tạo ra nhiều nội dung nhất quán trong một khoảng thời gian ngắn. Video influencer chạy một chương trình phỏng vấn mỗi tuần, nghĩa là chúng tôi cần quay và chỉnh sửa 52 video một năm. Để dễ kiểm soát và thực hiện hơn, chúng tôi đã làm một vài cách sau. Đôi khi chúng tôi tham gia các tour nhỏ để thăm những khu vực có một vài đối tượng mà chúng tôi muốn phỏng vấn. Sau đó chúng tôi quay video phỏng vấn hàng loạt, hoặc chúng tôi tham dự những chương trình hội nghị lớn và ghi hình từ 10 đến 20 cuộc phỏng vấn trong vài ngày. Và đó chính là nội dung cho 10 đến 20 tuần. Nếu bạn có một công việc toàn thời gian, một gia đình cần chăm sóc, hoặc bạn vẫn còn đang đi học thì hãy quay những video đơn giản thay vì chẳng làm gì. Khi chúng tôi trải qua những khoảng thời gian vô cùng bận rộn trong cuộc sống, chúng tôi thường tạo ra những nội dung đơn giản nhưng có giá trị mà không cần phải tốn nhiều công sức sản xuất. Chúng tôi tận dụng đồ họa và video để làm chúng tôi trông hấp dẫn hơn. Chúng tôi còn thích thực hiện những video trực tiếp nữa. Nếu bạn có kiến thức hoặc chuyên môn để nói về kênh của mình mà không cần chuẩn bị hay nghiên cứu trước, thì video trực tiếp là một cách để tăng nội dung không cần nhiều chỉnh sửa. Rất nhiều nhà sáng tạo đã sa vào vũng lầy sản xuất và họ bị choáng ngợp bởi lượng cảnh quay. Họ có hay phạm vi ý tưởng, trải nghiệm với nhiều loạt định dạng nội dung khác nhau cho phép bạn giữ vững lập trường hơn trên cơ sở từng tuần. Đó có thể là một video trực tiếp dài tầm 15 đến 30 phút chia sẻ một vật, quay một video hỏi đáp ngắn để tương tác với khán giả, hoặc tạo ra một video ngắn với chuyện trước ống kính máy quay. Khi đơn giản hóa sự phức tạp không có nghĩa là nội dung của bạn sẽ bị ảnh hưởng. Nó chỉ đơn giản có nghĩa rằng bạn đang thực tế hết mức có thể về lượng thời gian, tài nguyên và những gì bạn có thể đăng nội dung một cách thường xuyên. Hầu hết những YouTuber chúng tôi biết, bao gồm cả chúng tôi, đều bắt đầu với video nói chuyện trước ống kính một mình. Chất lượng thấp và có rất ít tài nguyên. Ngay cả những kênh lớn đang tạo ra các video tầm cỡ và đắt tiền. Vì thế đừng quá lo lắng về điều đó. Hãy bắt đầu với việc tạo ra dựng một nội dung nhất quán. Khi Benin bắt đầu với kênh cá nhân, anh sử dụng một máy quay rẻ tiền, nhưng hiện nay anh đang dùng một chiếc máy ảnh kỹ thuật số tốt hơn và chuyên nghiệp hơn. Kênh mới của DeFranco hiện nay có hơn 5,7 triệu đăng ký và anh có một lực lượng sản xuất hùng hậu cùng làm việc để tạo nên những video có chất lượng. Anh đã xây dựng một đế chế cho riêng mình, nhưng kênh của anh không phải lúc nào cũng chuyên nghiệp như vậy. Bạn có thể truy cập kênh và xem những video đầu tiên của anh để có thể thấy sự khác biệt. Video đầu tiên được đăng tải vào tháng 12 năm 2006, được quay bởi một chiếc webcam trắng đen đơn giản, nhưng anh đã bắt đầu và kiên định, và chính điều đó đã tạo nên sự khác biệt. Bao lâu một lần? Bạn cần kiên định như thế nào và nên đăng tải video bao lâu một lần? Đó là những câu hỏi vô cùng phổ biến. Câu trả lời đơn giản nhất chính là càng thường xuyên càng tốt. Điều đó phụ thuộc vào mức độ bận rộn của bạn và bạn đang phải đương đầu với thử thách gì. Nếu bạn chỉ có thể tạo video mỗi tháng, nó vẫn tốt hơn là không làm gì. Miễn là bạn kiên định với việc đó, lý tưởng hơn. Chúng tôi khuyên bạn nên đăng tải ít nhất một video mỗi tuần. Có rất nhiều tân binh đã tự làm khó mình bằng cách đăng tải hàng tấn video trong thời gian đầu và sau đó quên hẳn đi. YouTube là gì? Một nghiên cứu gần đây được thực hiện bởi Max Gein, người viết bài báo về phá vỡ thuật toán của YouTube, cho biết YouTube yêu thích những nhà sáng tạo đăng tải từ 2 đến 3 video mỗi tuần.
đăng tải một video mỗi tuần trong vòng 52 tuần và giữ được sự kiên định trong suốt năm sẽ tốt hơn nhiều so với việc đăng 52 video trong tháng đầu tiên mà chỉ đăng lẻ tẻ trong thời gian sau đó. Bạn sẽ học được nhiều hơn về cách xây dựng nội dung theo phương pháp trên, đồng thời kênh cá nhân của bạn sẽ được hưởng lợi nhờ tính nhất quán lâu dài. Hơn thế nữa, bạn có thể tránh bị kiệt sức vì bạn đang đi từng bước chậm rãi. Bạn nhớ rằng chỉ những nhà sáng tạo kiên định mới gặt hái được thành công từ khán giả và YouTube. Nếu bạn có băng thông cơ sở hạ tầng đam mê và khát vọng thì đừng ngại giới hạn bản thân trong con số một video mỗi tuần. Đăng tải nhiều hơn sẽ giúp bạn tăng sự ảnh hưởng nhanh chóng. Và cuối cùng, sự kiên định chính là điều bạn cần. Để nhanh chóng trên YouTube, chăm chỉ và kiên định dẫn đến thành công, và thành công sẽ dẫn đến những điều tuyệt vời hơn. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay là ngày 12 tháng 7 năm 2020, hiện tại là 22 giờ 32 phút. Xin mời tất cả các bạn cùng tiếp tục đọc sách với mình, cuốn sách YouTube Success, hướng dẫn căn bản về cách kiếm tiền từ YouTube. Mình đọc tới trang 195, tiếp tục nha các bạn. Danh sách những điều cần làm cho một ngày quay. Dấu chấm thứ nhất, ghi chú thời gian, ghi hình trên lịch của bạn và thực hiện những gì được sắp lịch trình. Chấm thứ hai, tìm hiểu trước ý tưởng cho video, bởi vì nếu bạn không thể lập kế hoạch, nghĩa là bạn đang lên kế hoạch để thất bại. Quá hay. Những nhà sáng tạo nổi tiếng nhất trên YouTube luôn tìm hiểu nội dung trước khi họ ghi hình. Hãy xem chương chia sẻ bí kíp để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Lên dàn ý cho nội dung video, chúng tôi luôn đọc từ các máy nhắc chữ hoặc lên kịch bản cho video của mình. Thay vào đó, chúng tôi thích làm việc với các dàn bài đơn giản hơn. Chúng tôi sử dụng Google Docs để tạo các dạng mục, những thứ mình muốn đề cập đến. Chuẩn bị dụng cụ và đừng quên kiểm tra pin của máy quay trước buổi ghi hình. Sắp xếp các dụng cụ mà bạn đã sử dụng để không bị lúng túng trong lúc ghi hình. Chọn sẵn một địa điểm phù hợp nhất để quay phim là nơi có ánh sáng tốt và ít âm thanh nền nhất để có thể. Chuẩn bị sẵn tủ đồ, bởi vì chúng ta quay nhiều video một lần quay nhưng lại đăng tải trong nhiều tuần khác nhau. Vì thế chúng tôi luôn chuẩn bị sẵn những chiếc áo sơ mi đơn giản để thay đổi. Việc làm này giúp tạo ra sự khác biệt về thời gian và sự đa dạng trong mỗi video. Hãy luôn sẵn sàng vào buổi sáng quay phim và đi đến trường quay trong một trạng thái khỏe khoắn, tập trung và tự tin quay video. Mọi sự chuẩn bị của bạn đều dẫn đến bước này, vì thế hãy nhấn nút quay và thực hiện nó. Hãy quay các cảnh quay drone là các cảnh quay phụ bao gồm cảnh quay lưu trữ clip hoặc cảnh chuyển tiếp có thể bổ trợ nội dung chính mà bạn quay. Giả sử nếu bạn vào giai đoạn bắt đầu chỉnh sửa và chợt nhận ra mình cần một vài cảnh quay lưu trữ thì điều đó sẽ làm bạn rất bực bội. Vì thế, hỏi bản thân trong lúc quay rằng mình có cần bất kỳ video nào khác trước khi kết thúc phần quay này không? Chụp các ảnh thu nhỏ, thumbnails. Ảnh thu nhỏ là một trong những phần quan trọng nhất của một video YouTube. Và việc tìm một khung ảnh rõ nét trong số các video lưu trữ có thể không dễ dàng gì. Vì thế, để có một ảnh thu nhỏ tốt cũng đơn giản như việc đặt chế độ đếm giờ cho máy ảnh, chọn tư thế tốt và chọn một bức ảnh đẹp. Để có nhiều bí kíp sâu sắc hơn về cách quay một video tốt, các bạn có thể xem video từ LinkedIn Media to be successful.com checklist. Phần 2, chiến lược. Bằng những dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn, làm rõ thông điệp của bạn, thiết lập nền tảng cho kênh cá nhân, đăng tải nội dung chất lượng, xây dựng và nuôi dưỡng cộng đồng bắt đầu kiếm tiền và giữ vững sự kiên định, bạn đã đặt một nền tảng vững chắc để thành công trên YouTube. Tiếp theo, chúng tôi sẽ tiết lộ một vài thủ thuật, kỹ thuật và sách lược mini để bạn có nhiều lượt xem, lượt đăng ký và thu nhập hơn. Có thể bạn đã bắt đầu với những ý tưởng nội dung tuyệt vời, nhưng chúng tôi sẽ giúp bạn tận dụng tối đa mọi cơ hội. Vì thế, hãy lật sang trang mới và bắt đầu nào. Chương 4, mạng xã hội đòn bẩy cho thông điệp và thương hiệu. Ghê chưa?
Chương 8 chứ quên. Mạng xã hội 2 chấm đòn bẩy cho thông điệp và thương hiệu ngay cho heo. Nội dung là lửa và mạng xã hội chính là xăng. Ghê chưa? Tác giả Jay Beer. Trang 207. Bạn thích nhất dòng nhạc ở kỷ nguyên nào? Chúng tôi được sinh ra vào những năm 80, vào thời điểm đó các ban nhạc chiếm giữ thị trường chính là Gene Rose, Metallica, U2 và các ban nhạc như NWA và Run DMC. Làm cách nào những nhóm nhạc này nhận được sự chú ý trước khi Internet xuất hiện? Thông qua tiếp thị du kích lan truyền và bình dân, họ quảng bá tên tuổi mình trên các tạp chí thần tượng, dán poster khắp phố và phát tờ rơi đến người hâm mộ tiềm năng. Các nghệ sĩ hip hop thì bán xăng để từ xe tải của họ. Ngày nay hơn 30 năm, tuy chiến thuật quảng cáo trong thị trường âm nhạc không thay đổi nhiều, nhưng chúng ta không còn thấy nhiều người đi dọc các con phố để dán poster hoặc phát tờ rơi quảng cáo nữa. Thay vào đó, hầu hết các nghệ sĩ đã chuyển sang thị trường trên mạng và sử dụng mạng xã hội. Họ không cần quảng cáo bản thân trên các cuốn tạp chí thần tượng bởi vì người hâm mộ đã có thể theo dõi thần tượng trên các trang mạng xã hội yêu thích. Thay vì dán poster khắp các khu phố, họ đăng tải hình ảnh lên Instagram. Họ còn có thể kết nối với khán giả ở bất kỳ khi nào thông qua máy tính và điện thoại di động, tăng sự ảnh hưởng qua mạng xã hội. Chúng tôi gặp được Desi Working khi cô là một người đăng ký kênh vlog của Jandy và Benny vào năm 2013. Cô đã ship hàng nhiều giờ liền trong một buổi gặp gỡ chỉ để có cơ hội được trò chuyện cùng Jandy và Benny. 4 năm sau, Desi là một trong 10 nhà ảnh hưởng tiếng tăm nhất trong thị trường làm đẹp và thời trang đầy cạnh tranh trên YouTube và có hơn 3 triệu lượt đăng ký cho đến thời điểm hiện tại. Cô làm được điều đó thông qua một chiến lược mạng xã hội rất thông minh. Rất nhiều người xem không nhận ra rằng cô bắt đầu sự nghiệp của mình trên Instagram, nơi cô đăng tải những bức ảnh truyền cảm hứng làm đẹp có chất lượng cao. Những bức ảnh đó đã giúp cô xây dựng nhóm khán giả và là những người theo dõi trung thành, thu về hàng tấn sự chú ý và người hâm mộ. Trong đó, những người hâm mộ bắt đầu theo dõi cô trên YouTube và đó chính là nền tảng để cô phát triển kênh cá nhân của mình. Trong thời gian đầu sử dụng Snapchat, cô đã sử dụng nền tảng này để kết nối với người hâm mộ trực tiếp thông qua chức năng tin nhắn video. Sau đó, cô quảng bá video YouTube của mình với những người theo dõi trên Snapchat. Do Snapchat không có chức năng bình luận, cô đã yêu cầu người hâm mộ tương tác với mình bằng cách bình luận trên YouTube. Cô chọn Instagram, Snapchat và quyết tâm tận dụng hết sức, hết mức 2 trong mạng xã hội này trong việc tải video cũng như kết nối với khán giả. Nhờ đó mà cô đã có thể dẫn dắt một lượng lớn lượng truy cập đến với kênh của mình. Thực tế, Desi dành một lượng thời gian cân bằng giữa việc lên mạng xã hội để quảng cáo cho các video cũng như tạo và đăng tải nội dung. Cô thực hiện theo đó một cách thường xuyên. Chiến lược này mang về cho cô hàng ngàn, đôi khi hàng chục ngàn bình luận trên video của cô. Đây chính là một sự tương tác thay đổi cục diện. Khi các thuật toán của YouTube nhận thấy có một lượng lớn tương tác ở video, YouTube có xu hướng quảng cáo video đó nhiều lần hơn, dẫn đến lượt xem tăng vọt và có nhiều người khám phá ra nội dung đó. Chiến lược sử dụng mạng xã hội sáng tạo của Desi đã giúp cô thu về một lượng lớn khán giả, thậm chí còn nhanh hơn rất nhiều những kênh YouTube thành công khác. Điều đó nói lên rằng mạng xã hội đây khi có thể tạo nên sự thành công trên YouTube của bạn nhiều hơn. Chính YouTube vì sự ảnh hưởng từ bên ngoài đó đã bẻ khóa các thuật toán. Nếu bạn phát triển danh tiếng nhờ vào sự việc dẫn dắt mọi người từ mạng xã hội khác đến với YouTube thì các nghệ thuật toán sẽ ưu ái bạn hơn. Một, hiểu rõ tính cách người dùng. Bạn kiểm tra thông báo từ mạng xã hội yêu thích bao nhiêu lần mỗi ngày. Một bài báo trên tạp chí Time cho biết người Mỹ thường kiểm tra điện thoại của họ 8 tỷ lần mỗi ngày và ước tính có 50% khoảng thời gian đó dành cho các trang mạng xã hội. Rõ ràng các trang mạng xã hội đã chiếm được sự chú ý của mọi người trên khắp thế giới. Vì vậy, với tư cách là các nhà ảnh hưởng, chúng tôi phải tạo ra nội dung liên quan một cách có chứng thực để chạm tới mọi người trên các trang mạng xã hội. Nếu bạn không thường xuyên kết nối trên mạng xã hội thì bạn và kênh YouTube của bạn đang bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Chọn nơi tốt nhất cho nội dung của bạn. Nếu bạn biết rõ khán giả mục tiêu của mình thì bạn sẽ biết trang mạng xã hội nào nên dành nhiều thời gian. Một khi bạn biết nơi họ thường tụ tập, bạn sẽ phải tìm cách để tạo ra nội dung liên quan và hấp dẫn trên các trang mạng xã hội đó. Hãy cùng xem qua các ví dụ cụ thể sau đây. Nếu lượng khán giả mục tiêu của bạn hầu hết là các doanh nhân và chuyên gia thì bạn nên tập trung tạo nên nội dung trên kênh LinkedIn
Tandem, cũng như viết các bài viết chuyên ngành và chất lượng trên các trang web như Medium.com. Nếu bạn đang nhắm đến các đối tượng trẻ hơn thì Snapchat hoặc Musical.ly có lẽ sẽ thích hợp hơn với bạn. Hoặc nếu bạn biết khán giả của mình đa phần là nữ giới và hứng thú với những thứ như nấu ăn, làm đồ handmade, làm thời trang hoặc phong cách thì Pinterest là sự lựa chọn tốt nhất. Một vài trang mạng xã hội đặc biệt là Facebook, Instagram và Twitter phù hợp với hầu hết các độ tuổi và đa phần các khán giả đều sử dụng các trang này. Vì thế họ cung cấp cơ hội phát triển cho hầu hết các kênh YouTube. Đừng bỏ qua họ bất kể nội dung trên kênh gì của bạn. Kênh của bạn là gì? Khi bạn mới bắt đầu, hãy nghĩ về những diễn đàn bạn có thể sử dụng để kết nối với mọi người. Nếu bạn đang xây dựng một kênh xoay quanh niềm đam mê của bản thân thì chắc hẳn bạn đang theo dõi một vài nhà ảnh hưởng khác trên các trang mạng xã hội nhất định. Nếu những người đó có thể tạo dựng khán giả trên những diễn đàn đó thì bạn cũng có thể sử dụng sự kết nối mà bạn đang có như một điểm khởi đầu để thu hút khán giả. Thông thường khán giả mục tiêu là những người giống như bạn và có cùng sở thích. Đó là lý do tại sao các trang mạng xã hội bạn đang dùng có thể là điểm khởi đầu tuyệt vời, đặc biệt nếu như bạn không chắc chắn về việc làm cách nào để xây dựng khán giả chọn một kênh bạn thích nhất và bắt đầu kết nối mọi người bằng những video chất lượng từ kênh của bạn. Điều này dễ dàng hơn rất nhiều vì tất cả các trang mạng xã hội đều đã cho phép đăng tải video. Thậm chí Instagram ban đầu chỉ cho đăng tải hình ảnh cũng đã cho phép người dùng đăng tải video, phát sóng trực tiếp hoặc chia sẻ nội dung video thông qua chức năng Instagram Story. Mark Zuckerberg đã thông báo rằng Facebook sẽ là trang mạng xã hội chứa hầu hết các nội dung là video vào năm 2019. Các nghiên cứu cho thấy toàn bộ Internet sẽ bao gồm là 80% là video trong thời gian tới. Những sự phát triển này vô cùng tuyệt vời đối với các kênh YouTube và bạn cần phải sẵn sàng để bắt đầu tận dụng cơ hội từ sự chuyển giao này. Vì bạn đang tạo ra nội dung video trên YouTube nên bạn cũng đang ở một vị trí hoàn hảo để tạo ra một nội dung video cho tất cả các trang mạng xã hội cùng một lúc. Hãy học cách kể một câu chuyện của riêng mình và làm nó tương quan, thích hợp với từng diễn đàn khác nhau. Một lỗi lớn mà các nhà sáng tạo hay phạm phải là tạo ra video cho YouTube sau đó đăng tải lại video đó trên những trang mạng xã hội khác mà họ có. Mặc dù nó vẫn tốt hơn không, nhưng nó sẽ không thể khác biệt hay độc đáo bằng việc tạo ra video riêng cho Facebook, Instagram và LinkedIn. Thậm chí bàn luận trên cộng đồng Reddit nếu trang đó phù hợp với một nội dung của bạn. Đừng quên rằng mỗi trang mạng xã hội đều độc nhất mà bạn không thể tiếp cận chúng bằng một cách được. Nếu nó giống như trang phục ở các nhà hàng vậy, cách bạn ăn mặc tại một nhà hàng 4 sao chắc chắn phải khác với một quán ăn nhanh. Các dịch vụ và trải nghiệm ăn uống ở hai loại hình nhà hàng đó sẽ khác nhau và bạn cần phải biết điều đó. Do chúng tôi đang sinh sống ở tại bờ Tây nước Mỹ nên cửa hàng thức ăn nhanh ở In-Out Burger là lựa chọn yêu thích chính của chúng tôi. Nếu bạn chưa từng đến đây thì chúng tôi khuyến khích bạn nên đến thử một lần. In-Out có một thực đơn giản là burger và khoai tây chiên được làm từ nguyên liệu tự nhiên. Tuy nhiên, điều quan trọng khi đến In-N-Out chính là trang phục ở đây rất đơn giản và thoải mái. Dép sỏ ngón, quần ngắn và áo ba lỗ là đủ rồi. Mặt khác, nếu bạn bước vào một nhà hàng như Four Seasons trong trang phục như thế thì quản lý nhà hàng sẽ nhẹ nhàng nhắc nhở bạn thay một bộ trang phục lịch sự hơn. Không khí ở In-N-Out hoàn toàn khác hẳn với Four Seasons. Mạng xã hội cũng tương tự như thế. Bạn phải biết được quy định trang phục ở bất kỳ kỳ trang mạng xã hội nào được dùng. Snapchat là lựa chọn tuyệt vời nhất cho các cảnh quay chưa qua chỉnh sửa hoặc cảnh hậu trường. Video có thể bị rung lắc, nhòe hoặc thô sơ. Snapchat cũng giống như In-N-Out Burger vậy. Mặt khác, YouTube cho phép bạn đăng tải nội dung ở mức độ tốt hơn, màn hình rộng, video 1080p hoặc hơn và hệ thống âm thanh cũng tốt hơn. Bạn sẽ không tìm thấy sự ưu việt đó ở Snapchat. Các ảnh tĩnh cũng giống vậy. Instagram hiển thị tốt ở các góc vuông trong khi Facebook và Twitter lại chuộng các hình ảnh chủ nhật. Hãy tìm hỏi về độ phân giải hình ảnh lý tưởng, độ dày video và liệu văn bản âm thanh video hình ảnh riêng lẻ hay kết hợp sẽ tốt hơn. Đừng ngần ngại trải nghiệm và xem loạt bài đăng nào sẽ nhận được nhiều sự chú ý và tương tác hơn. Tương lai của mạng xã hội, các trang mạng xã hội sẽ đi về đâu? Như chúng tôi đã đề cập, việc các trang mạng xã hội chuyển hướng sang video là một điều hiển nhiên. Nhưng vì sao lại theo chiều hướng như thế? Câu trả lời sẽ được làm rõ sau đây. Quảng cáo với các video sẽ tạo nên ảnh hưởng mạnh mẽ hơn các loại hình quảng cáo khác. Bạn có thể nhận ra rằng khi YouTube đổi từ quảng cáo tĩnh sang video quảng cáo, đó đã thu hút được nhiều sự chú ý từ người xem và tạo nên
ảnh hưởng mạnh mẽ hơn. Đó chính là lý do vì sao các trang mạng xã hội khác cũng làm điều tương tự. Video tạo nên nhiều cơ hội kiếm tiền trên các trang mạng xã hội, vì thế nó cũng là một công cụ tạo doanh thu đầy tiềm năng. Đây là những gì chúng tôi khuyến khích bạn nên làm. Đầu tiên, giống như DC, hãy chọn hai trang mạng xã hội. Phải kiên định khi thực hiện nhiều thao tác với các trang mạng xã hội là điều không dễ dàng gì. Vì thế học cách sử dụng và bắt đầu sử dụng nó. Hãy chọn các kênh hấp dẫn nhất với bản thân, sở thích và đối tượng khán giả của bạn. Tiếp theo, chúng tôi khuyên bạn nên dành thời gian tìm hiểu và trải nghiệm hai trang mạng đã chọn. 30 phút cho mỗi trang là vừa đủ. Hãy thử tìm kiếm những từ khóa trên Google như cách sử dụng Instagram hiệu quả hoặc là hướng dẫn bán hàng Instagram. Bạn sẽ hoàn toàn ngạc nhiên trước những chia sẻ và nội dung của bạn tìm được. Lý do chúng tôi giới thiệu công cụ tìm kiếm Google thay vì đưa ra những chiến thuật cụ thể là bởi vì chiến thuật các trên mạng xã hội liên tục thay đổi. Bạn cần phải cập nhật những phương pháp sử dụng hiện đại và hợp thời nhất. Dành 30 phút để học hỏi là tìm hiểu các trang mạng xã hội có vẻ không nhiều, nhưng nó sẽ giúp bạn nằm trong top 10 chuyên gia trên các trang mạng xã hội đó. Thực tế có rất ít người dành thời gian tìm kiếm cách sử dụng mạng xã hội hiệu quả, và có càng ít người càng chịu cập nhật bản thân, những thay đổi liên tục và chiến thuật mới nhất. Hãy thực hiện điều đó và bạn sẽ dẫn đầu xu hướng. Cuối cùng, sau khi đã dành thời gian tìm hiểu và luyện tập trên các trang mạng xã hội được chọn, hãy tạo một nội dung chiến thuật đơn giản để sử dụng nó hiệu quả nhé. Chiến thuật đó chỉ cần mức đơn giản đủ để bạn có thể minh họa nó trên một chiếc khăn. Ví dụ như chiến thuật mạng xã hội của Xin sau đây. Tôi sẽ đăng tải trên Instagram ít nhất một lần mỗi ngày và dần dần tăng lên 2 hoặc 3 bài đăng mỗi ngày. Những bài đăng ấy sẽ liên quan 80% đến việc kinh doanh hiện tại và 20% về bản thân. Đơn giản vậy thôi, bạn có thể tạo một chiến lược phức tạp và chi tiết nếu bạn muốn. Nhưng đừng ngần ngại bắt đầu ở mức độ đơn giản. Hãy hành động và bạn sẽ thuần thục dần dần. Đừng quên sử dụng hashtag cho mỗi bài viết của mình. Điều này giúp bài viết của bạn xuất hiện trong các cuộc hội thoại đang diễn ra, đồng thời giúp mọi người tìm thấy nội dung bài viết của bạn. Hơn thế nữa, nó còn giúp bạn tìm được các khán giả tiềm năng. Hãy nhấn vào một hashtag và bạn có thể thấy hàng loạt các bài viết và trang khác mà bạn có thể tương tác, trả lời lại bài viết của họ, bình luận và bắt đầu trò chuyện. Điều này rất có ích trên Twitter và cả Instagram nữa. Thực tế bạn có thể thực hiện nó ở bất cứ nơi đâu có sự xuất hiện của hashtag. Thậm chí YouTube cũng đã thêm chức năng sử dụng hashtag cho người dùng. Hashtag là con đường dễ nhất để tìm các nhóm cụ thể khán giả thị trường và cũng là cách dễ nhất để mọi người tìm thấy bạn. Hãy thường xuyên viết thăm một bình luận của những nhà ảnh hưởng khác để tương tác với khán giả của họ. Một trong những cách tốt nhất để tìm cộng đồng chính là nhìn vào cộng đồng của những người ảnh hưởng khác có thị trường và sở thích giống bạn. Hãy phản hồi lại bình luận tiếp xúc với người xem của họ và trả lời các câu hỏi để tăng giá trị tương tác hơn. Very Chết là một nhân vật có uy tín trong lĩnh vực kiến thức kinh doanh và mạng xã hội. Anh bắt đầu với kênh YouTube Winner Library TV vào năm 2000. Một trong những chiến thuật của anh lúc bấy giờ là truy cập vào blog và các diễn đàn của người khác để trả lời bình luận của người dùng. Về rượu, anh chia sẻ ý kiến riêng, đưa ra lời khuyên cùng thông tin bổ ích và duy trì các cuộc trò chuyện. Anh không công khai quảng cáo sự nghiệp hay video của mình mà chỉ thêm giá trị và thông tin bổ ích vào các cuộc hội thoại đang diễn ra. Mục đích của anh là tạo ra kết nối và mang giá trị thực sự đến với mọi người, với hy vọng rằng có thể nhấn vào kênh và khám phá ra nội dung video mà anh đăng tải. Hãy tự hỏi bản thân bạn mang đến giá trị gì cho mọi người. Bạn có đang đóng góp vào cuộc trò chuyện theo cách có ý nghĩa? Bạn có tận dụng giá trị đó để xây dựng các mối quan hệ, thu hút sự chú ý và lôi kéo họ về kênh của mình không? Mẹo truyền thông xã hội. Hãy tận dụng các video phán xóc trực tiếp trên mạng xã hội. Hiện nay Instagram, Facebook và cả YouTube đều đang tích cực phát triển các chương trình phát sóng trực tiếp. Vì vậy, hãy nhanh chóng gia nhập xu hướng sẽ là một ý kiến hay. Các thuật toán trên Facebook rất thích các video phát sóng trực tiếp. Còn trên Instagram, một thông báo nhỏ màu đỏ sẽ xuất hiện trên ảnh đại diện của người đang phát sóng trực tiếp để thông báo mọi người rằng người đó đang phát sóng. Theo một cách tự nhiên, khi phát sóng trực tiếp, bạn sẽ có một cơ hội tuyệt vời để tương tác với người xem. Và khi thuật toán YouTube nhận thấy một lượng lớn tương tác xuất hiện, video của bạn sẽ được đẩy lên vị trí cao hơn trong danh mục tìm kiếm. Những nhà ảnh hưởng thông minh sử dụng mạng xã hội để phát triển và đa dạng hóa sự ảnh hưởng của họ thông qua những trang mạng xã hội khác nhau. Nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về các kiến thức cụ thể đối với mạng xã hội, hãy xem các video ở đường link tobishepwood.com/social. Trong chương tiếp theo, chúng tôi sẽ chỉ bạn cách thu hút khán giả mục tiêu đến với kênh cá nhân của bạn. Bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy tiếp tục cuộc hành trình nào. Ok.